Hello, chào các bác quay trở lại với số phạm huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Các số hotline bên em các bác có thể liên hệ. Mã sản phẩm đầu tiên đó là một cái hồ lô tưới cây nhá. Con này thì bên shop đang bán là 120 à? 110.000 nhá, 110.000. Con này thì nó bị vỡ cái nắp này thì về nhà các bác hàn vào cho em nhé. Hàn vào cho em thì vẫn dùng được. Thì con này bên em thanh lý cho các bác với giá đó là 30.000 thôi. 30.000 cho cái hồ lô bị vỡ như này. Đấy. Con này thì nó vận chuyển nó bị vỡ mất cái phần quai này. Nói chung là vẫn sử dụng bình thường. Đấy, vẫn sử dụng bình thường thì về nhà các bác hàn cái này vào cho em này. Hàn cái này vào. Con này thì giá bán của nó sẽ là 120.000. 120.000 thôi nhá. Còn con vỡ này thì sẽ là 30.000. Còn lên cho em hồ lô tưới cây 120k. Còn con này thanh lý 30.000 thôi nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bàn là hơi nước nhá. Bàn là hơi nước thì có hai mẫu, một là mẫu bàn là đứng, hai là mẫu bàn là mini. Con này thì nó sẽ là mẫu bàn là đứng như này. Bàn là đứng là rất là tốt luôn, chống cháy quần áo các thứ này. 370.000 các bác lắp vào cho em. Hàng nội địa của Nhật của thương hiệu Socani các bác nhá. Đấy, nước thì các bác châm vào đây cho em này, nước châm vào đây cho em. Đó, nước châm vào, cắm điện 220, dây to dây dẫn chắc chắn này. Đó, và các bác cứ thế là hơi nước và hơi nóng nó xịt ra đây. Các bác vuốt qua quần áo như này. Lên cho em là bàn là đứng nhá. 370.000 cho con bàn là đứng như này. Con này siêu tiện dụng luôn. 370.000 thôi nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con bàn là mini nhá. Bàn là hơi nước mini 130.000. Con này thì cũng rất là tiện, các bác có thể mang đi du lịch, đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt đều ok hết nhá. Đấy. Các bác cứ sử dụng như này. Đây, ấn cái này lên cho em này. Có điều chỉnh tăng giảm nhiệt độ này. Nước thì các bác châm vào đây cho em. Đây, châm nước vào đây. Đấy, châm nước đây, bà tính quạt này. Châm nước vào đây nhá. Đó, rất là tiện ích luôn. Châm nước vào đây cho em. Đó. Khi các bác bóp thì bóp nước vào đây và nó sẽ ra đây. Mâm của nó rất là dày này, mâm dày, dày dẫn chắc chắn và nước ra cái lỗ này. Đó. Rất tiện ích luôn. Thì một con bàn là hơi nước mini như này, giá cũng chỉ có cho các bác là đi 130.000 thôi. Bàn là hơi nước mini 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bình voi nhá, bình voi. Đấy, đây nó sẽ là một cái mẫu bình như này. Đấy, bên shop lên là bình voi 160.000. Con này thì dung tích của nó là inox 316, dung tích của nó khoảng 1,2 lít, rất tiện ích luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cái nắp tự đẩy này. Đấy, nắp tự đẩy thì về nhà các bác lắp cho em cái đầu mềm này sẽ cho xuống dưới đáy này, đầu mềm trong dưới đáy này, còn đầu cứng thì cho lên trên này. Sau đó thì các bác đậy nắp vào cho em, đậy nắp vào này. Đấy, đậy nắp vào cho vào đây. Đấy, thì khi mà các bác chỉ cần là bật cái nắp này ra thôi, bật nắp này ra là cái vòi nó sẽ tự đẩy lên, các bác mút nước được luôn, đậy vào này, đó, rất dày dẫn chắc chắn luôn. Giá sẽ là 160.000 nhá, dung tích của nó sẽ là 1,2 lít, 1,2 1,3 lít, 160.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác hai cái mẫu nồi cơm này. Đầu tiên nó sẽ là cái mẫu nồi cơm mini 270.000, bao gồm là một nồi một dây cáp điện như này, một nồi một dây cáp điện nhá. Đấy, một cái âu đong nước này, hàng của Chigo nhá, Chigo của Nhật này các bạn này. Đó, rất là ngon lành luôn. Khá là dày dẫn chắc chắn nhá, rất là ngon lành luôn. Con này thì nó không có quai đâu, các bác phải bê thôi nhá. Đấy. 270.000 cho con nồi cơm mini như này. Nồi cơm mini 270.000, rất dày dẫn chắc chắn nhá. Con này thì đây, ấn xuống này. Đấy, rất là ngon luôn, nghe tiếng kêu của nó đã thấy đã rồi. Đây, rất là nhiều tem luôn các bác này. Dung tích của nó sẽ là 1,2 lít cả vỏ này. Đấy. 1,2 lít này. Điện 220V, công suất là 200W nhá, 200W. Đấy. Dung tích của nó sẽ là 1,2 lít. 1,2 lít đây. Đấy, là nguyên cái nồi này là 1,2 lít rồi này. Đấy các bác nhá. Đó. Rất là ngon lành cho các bác luôn. Rất là ngon lành luôn. 270.000 nồi cơm mini nhá. Tiếp theo thì bên shop có cái mẫu nồi cơm sáp này. Đây, nồi cơm sáp này. Đấy, con này thì rất là ngon luôn, quay sách quay đeo đàng hoàng nhá. Đó, nồi hàng của sáp nhá. Hàng của sáp cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đây. Đấy. Nói chung là các bác cứ dùng những cái nồi cơ như này nó rất là thích điện. Mở nắp này, có khay để các bác hấp xôi này. Đấy. Nồi siêu dày luôn, nồi của nó là nồi vòm siêu dày luôn nhá. Nồi của nó là nồi vòm này. Đấy, các bác nghe tiếng kêu đã thấy đã rồi. Đấy. Nồi của nó là nồi dạng như là nồi đất, nồi vòm như này, siêu dày luôn, giữ nhiệt tốt này. Mâm miếc dày dẫn chắc chắn này, ôm giữ nhiệt này, nấu cơm cực kỳ là ngon luôn. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 500.000 thôi nhá, 500.000. Bên em đã bao ship đến tận nhà cho một cái nồi cơm của thương hiệu Sáp như này. À, nồi cơm thương hiệu Sáp điện 220V, 900W, 900W nồi cơm Sáp 500. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái
dây câu bình nhá, 180.000 cho một cái dây câu bình như này. Lõi liếc là bằng đồng hết nhá, lõi liếc bằng đồng hết. Dây dài thì dây của nó sẽ là 2000mAh và dây dài khoảng 2m nhá. Đấy, khoảng 2m đây. Đấy, tất cả đều bằng đồng hết nhá, bằng đồng hết này. Các bác dùng rất là thích luôn. Thì bác nào có ô tô thì nên sở hữu một cái bộ dây câu bình như này. Ví dụ như là ô tô của mình nó bị trục trặc này, bị tắt bình thì các bác có thể câu sang cái bình khác hoặc là câu sang xe khác nhá. Dây câu bình 180.000. Tiếp theo thì nó sẽ là hai cái môi sới cơm này. Đấy. Thì nó sẽ là một cái môi inox và một cái môi nhựa như này. Đấy, có hai mẫu. Hàng đều là hàng của Nhật hết. Con này thì đều là hàng chống dính hết nhá. Đó, hàng chống dính rất là tiện ích luôn. Đấy, rất tiện ích luôn. Giá thì cực kỳ hợp lý cho các bác luôn nhá. Môi nhựa thì sẽ là 50k nhá. Môi nhựa này là 50k này. Đấy, môi nhựa 50k cho con môi nhựa như này. Còn môi inox này thì sẽ là 55.000 nhá. 55k. Đó. Hàng đều là hàng của Nhật hết nhá, cực kỳ xịn sò chất lượng cho các bác luôn. Các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. Môi sới cơm này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con máy đánh trứng chạy bằng pin này. Con này là 80.000, nó chạy bằng pin nhá, rất tiện ích luôn. Đó đây. Thì pin sạc các bác, pin sạc về nhà các bác dùng là các bác chỉ cần là cắm cái đầu này vào cho em này. Đấy. Con này thì hàng đa di năng luôn, các bác có thể dùng đánh trứng, đánh cà phê rồi nói chung là đa di năng luôn. Cắm vào cho em xong ở đây nó có cái lẫy này các bác cắm à. Đấy, nó xoay này. Rất là ngon lành luôn nhá. Đó các bác theo. Đây, ở đây thì các bác cắm đúng cái lẫy cho em. Đây nó có cái chiều mũi tên này này. Các bác cắm xoay đúng cái chiều mũi tên cho em là nó sẽ vào. Đó, sau đó thì các bác bật này. Đó, đánh rất mạnh luôn nhá. Xoay rất là tít luôn. Và nó có hai đầu như này. Các bác có thể dùng đánh trứng, đánh cà phê đều ok hết nhá. Lên cho em là máy đánh trứng nhá. Giá chỉ có 80 cành thôi, chạy bằng pin. Đấy, rất to khỏe tiện ích, dùng để đánh trứng, đánh cà phê các bác nào hay uống cà phê. Ok. Tiếp theo là con máy xay tỏi ướp 70.000. Giá thanh lý cho các bác chỉ có 70 cành cho con máy xay tỏi ướp này thôi. Có kèm dây sạc luôn. Đấy, các bác chỉ cần là cho tỏi cho ướp vào đây, sau đó thì mình xay thôi. Ở đây nó sẽ là dòng lưỡi 3 lưỡi kép như này cho vào cho em này. Đấy, sau đó thì lắp vào cái máy như này. Đấy, lắp vào máy như này. Đó, sau đó thì bật lên này. Đấy. Đây nó yếu pin đấy nhá, chứ còn nó xay rất khỏe luôn. Máy xay tỏi ướp 70.000. Có kèm các sạc luôn, có kèm các sạc luôn, 70.000. Tiếp theo thì nó sẽ là cái bộ cái này là cái gì? Bộ nồi 5 món nhá, bộ nồi 5 món như này. Giá sẽ là 140.000, 140k cho cái bộ nồi 5 món như này. Hàng này thì rất là tiện ích nhá. Ưu điểm của nó là nó không có quai cho nên nó có thể để chồng vào nhau được nhá. Đấy. Con to nhất là 24 và con nhỏ nhất là 16 này. To nhất này là 24 này. Độ dày của nó thì cũng vừa phải thôi, không quá dày. Nhiều các bác để đựng thực phẩm, đựng thức ăn thì rất là ok luôn nhá. Bộ nồi 5 món như này. Đấy. 5 cái nồi như này. Nồi nào vung đấy cho em nhá. Nồi nào vung đấy như này. Mà giá thì chỉ có cho các bác là 140.000 thôi. 140.000 nhá. Đấy. Nồi nào vung đấy đây. Đấy. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm là 5 nồi như này. Và khi các bác không dùng nữa thì lại mình lại cất đi, nó rất là gọn, chồng vào nhau nó rất là gọn luôn. Đấy. Chồng vào nhau rất là gọn luôn nhá. Bộ nồi 5 món như này các bác này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái băng dính keo 10 nhá, keo 10. Đấy, giá sẽ là 40k, keo 10 nhá. Keo 10 giá sẽ là 40.000. Bản của nó là 10 phân. Các bác có thể dùng để dán lên mái tôn này, các vết tường nứt này, chống thấm rất là tốt luôn. Keo 10 nhá. Giá của nó sẽ là 10k. À 40.000. Bản của nó là 10 sen nhá. Tiếp theo là con đèn ba cánh nhá, đèn ba cánh 180.000. Có ốc vít trước đàng hoàng, dây khá là dài luôn. Đèn năng lượng mặt trời nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đèn như này các bác này. Đây, một con đèn như này, siêu sáng luôn. Các bác có thể dùng để sơ cua khi mà mất điện này, hoặc là dùng hàng ngày bình thường thôi, cũng rất là ok. Đấy, có điều chỉnh này, tăng giảm này, công suất của nó là 150W của nhà sản xuất nhá. Đấy, rất là tiện ích luôn. Đó, đây, có công tắc bật lên này các bác này, có cảm biến này, có cảm biến nhá các bác nhá, và có các chế độ. Các bác có thể dùng qua điều khiển này, rất sáng luôn. Có thể dùng qua điều khiển hoặc dùng trực tiếp nhá. Có cả công tắc để tắt đi bật lên. Đấy, rất là tiện ích. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 180.000 thôi. 180.000 cho con đèn năng lượng như này. Lên cho em đó là đèn năng lượng 3 cánh nhá. Đấy, đèn năng lượng 3 cánh. Giá sẽ là 180k. 180.000 cho con đèn năng lượng 3 cánh như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái trà sâm nhá. Trà sâm. Giá sẽ là 220.000. 220.000 cho một hộp trà sâm như này, bao gồm 100 gói luôn. 100 gói con nhá, 100 gói nhỏ như này. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng sâm tự nhiên của Hàn Quốc nhá. Sâm tự nhiên Hàn Quốc dùng thì rất là đã luôn. Đó. Sâm tự nhiên của Hàn Quốc các bác này. Đây, đấy, đây. Sâm tự nhiên Hàn Quốc nhá, dùng rất là đã luôn đây. Đấy. Các bác có thể dùng để pha ra nước uống hoặc là mình uống trực tiếp luôn, cũng ăn trực tiếp luôn rất là ok nhá. Hộp này là 100 gói. Các bác có thể dùng để ăn trực tiếp này hoặc là pha ra nước làm trà uống hoặc ăn trực tiếp luôn.
Bác nào say tàu say xe mệt ốm dậy ăn cho em một hộp này 220.000, made in Korea, hàng của Hàn Quốc này. Đó, made in Korea, tem mác đàng hoàng. Đây các cái thành phần của nó rất tốt cho sức khỏe luôn nhá. Sâm Hàn Quốc thì các bác biết rồi, 220.000. Tiếp theo thì cái chổi lông phất trần 55.000. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một cái chổi lông dạng từ tính như này. Đấy, nó hút rất là tốt các cái bụi bẩn nhá. Các bác xoáy vào đây cho em này. Đấy, sau đó thì mình rút ra nhá. Rút ra như này. Đấy, của nó dài được tới 2m8 cơ. Thì các bác cứ rút ra cho em. Không dùng nữa thì các bác lại thu vào. Xoáy ra để gọn nó vào. Giá thì chỉ có cho các bác là 55.000 thôi. 55.000 thôi nhá. Và cái này của nó thì nó có thể là gấp vào như này. Đấy, các bác có thể vặn đi, vặn lên, vặn xuống được để đưa vào các vị trí khó nhá. Đấy. Tiếp theo thì sẽ là một con Eto nhá, con Eto như này. Một con Eto hàng của thương hiệu Asaki của Nhật này. Eto Asaki của Nhật. Đấy. Rất xịn sò cho các bác luôn. Giá sẽ là 180.000 cho một con Eto như này. Đây, Asaki này. Rất chất lượng cho các bác luôn. Chữ của nó in chìm trực tiếp này. Đó, Asaki. Rất chất lượng luôn. Ở đây của nó thì nó sẽ có cho các bác là đầu kẹp này, rồi đầu gõ búa này, đầu kẹp bàn này. 180.000 cho một con Eto như này. 180.000 các bác nhá. Đó, 180.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm. Đó là cái một cái bộ dụng cụ đây. Đấy, một cái bộ dụng cụ đây các bác này. Đấy. Bộ này thì sẽ là 100.000, 100.000 cái bộ dụng cụ như này. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là đầy đủ các chi tiết luôn. Đấy. Đầy đủ các chi tiết này. Đấy, có kìm, có búa này. Kìm, búa, tô vít, bút điện, rồi là cà lê này. Đấy. Kìm, búa, tô vít, bút điện, cà lê, rồi rất là nhiều các cái đầu tô vít này. Đấy, rồi dao dọc giấy, rồi thước đo này. Bộ này sẽ là 100.000 nhá. 100.000 cho cái bộ cà lê hộp như này. Đấy, bộ cà lê hộp đa năng như này nhá. Đấy, 100.000 thôi. Thì bộ này khá là nhiều công năng và nhiều chi tiết cho các bác sử dụng luôn nhá. Giá sẽ là 100.000 cho cái bộ này. Đấy. Có cả lục giác, lục giếc đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, 100.000 nhá. 100.000 cái hộp này, bộ này có hộp hẳn hoi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ bàn cờ nhá. Đấy, bàn cờ gỗ này. 70.000. Bộ cờ gỗ 70.000 cái bộ cờ gỗ như này. Một đấy, một cái hộp cờ gỗ như này bằng gỗ nhá. Cái này bằng gỗ. Đấy, có cả giấy luôn, bản của nó thì vào khoảng là 3 cm. Bộ cờ gỗ 70.000. Đấy, 70.000 cái bộ cờ gỗ như này. Tiếp theo thì nó sẽ là 110.000 cho cái bộ mũi khoan đa năng, bao gồm cho các bác là 5 mũi này, 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10, 1 mũi 12. Hàng của thương hiệu Kabushi Japan này, hàng nội địa của Nhật nhá, 110.000. 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10, 1 mũi 12. Đấy, đây. Các bác này, 110.000 cho cái bộ mũi khoan đa năng như này nhá, 110.000. Tiếp theo là bộ mũi khoan tháp hàng của thương hiệu Unica Japan này. Bộ này là bộ 5 mũi khoan tháp 180.000. 5 mũi khoan tháp có tặng kèm một cây lấy dấu luôn, tặng kèm một cây lấy dấu như này. 1 2 3 4 5, 5 mũi khoan tháp tặng kèm một cây lấy dấu nhá. Giá của nó sẽ là một bộ như này, giá của nó sẽ là 180.000 nhá, 180.000. Tiếp theo thì một cái bộ khác cũng là hàng của Nhật, và cái bộ này thì của nó thì nó sẽ là bộ tarot. Đấy, tarot như này. Đây. Thì bộ này sẽ bao gồm cho các bác là 3 đầu tarot nhá, 3 đầu tarot và 3 mũi khoan tháp. Đấy, 3 mũi khoan tháp như này. Mũi khoan tháp thì mũi to nhất này là 32, còn là có 2 mũi nhỏ hơn. Đó. Giá thì sẽ là 110.000 nhá, 110.000. Đấy, lên cho em là hộp mũi khoan đỏ nhá, mũi khoan đỏ. Mũi khoan đỏ giá sẽ là 110.000. 110.000 cho cái bộ mũi khoan đỏ như này. Đấy. Còn cái này là bộ 5 mũi khoan tháp nhá. Bộ 5 mũi khoan tháp nhá. 5 mũi tháp này. 5 mũi tháp giá của nó sẽ là 180.000 nhá, 180.000. 180.000 cho 5 mũi tháp. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái hộp thìa của Đức nhá. Một hộp này của nó sẽ là 5 chiếc. Giá sẽ là 60.000 cho 5 chiếc thìa như này. Tính ra vào chỉ có 12.000 một chiếc thôi. Inox 304. Rất là đẹp, dày dẫn chắc chắn, sâu lòng. Các bác múc đồ ăn, cơm canh, cháo thoải mái luôn. Lên theo là bộ thìa Đức nhá. Giá của nó sẽ là 60.000 trong hộp thìa Đức như này. Tiếp theo thì nó sẽ là hộp đũa nhá. Hộp đũa này của nó thì sẽ là 5 chiếc, giá sẽ là 55.000, là 5 đôi, 55.000 cho một vỉ 5 đôi. Hàng của thương hiệu Willing hay người của Đức đây, Su 304 này. Đó, Su 304 như này. Giá thì sẽ là 55.000 cho một hộp, bao gồm là 5 đôi. Đó, 5 đôi. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái bộ bình
các bác lên cho em là bình 3 nhá, bình 3 80.000 cho một cái bộ bình 3 như này, bao gồm cho các bác là một bình và ba cái cốc nhá. Đấy, một cái bình như này, hàng rất là đẹp, dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đây, một cái bình như này nhá. Đấy, có nắp đậy này và có nắp giữ nhiệt luôn, inox 304, đây, su 304 các bác này. Dung tích của nó thì vào khoảng là nửa lít nhá, khoảng nửa lít. Nắp đậy này, đấy, bật nắp ra để các bác rót này, rót xong các bác lại bấm vào này. Đấy, rất tiện ích luôn. Và có cho các bác là ba cái ly như này, ba cái ly như này để các bác rót ra uống luôn, hoặc có khách khứa rất là tiện luôn. Đậy nắp này, có đậy nắp vào làm quai sách luôn. Đó, lên cho em là bộ bình 3 nhá, bình 3 80.000 cho cái bộ bình 3 như này, giá sẽ là 80k cho cái bộ bình 3 này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dao vàng này, siêu sắc bén cho các bác luôn. Đó, dao vàng này, con này rất là bén quá này. Đấy, dọc giấy bóng thoải mái luôn các bác nhá. Đó, dọc giấy riếc thoải mái luôn, các bác dùng để gọt hoa quả này. 20.000 cho một con dao vàng như này, 20.000 cho một con dao vàng như này, giá sẽ là 20.000 một con và giá thanh lý 50.000 ba con luôn. 20.000 cho một con dao vàng như này thôi nhá, dao vàng 20.000 một con. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái bộ khay như này nhá, 25.000 một chiếc và 5 cái là 110.000 nhá. Đấy, đây nó sẽ là cái dòng khay như này các bác này. Đấy, cái này thì chiều rộng của nó vào khoảng là 25, chiều dài là 25, chiều rộng thì vào khoảng là 15. Đấy, các bác có thể dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn, đồ ăn sống, đồ ăn chín. Giá của nó thì sẽ là đi 25.000 một chiếc nhá, 25.000 một chiếc và 110.000 cho 5 chiếc. 110.000 cho 5 chiếc. Đây, cũng khá là dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy, lên cho em đó là cái gì? Khay cà phê nhá, khay cà phê. Giá sẽ là 25.000 một cái và 5 cái 101. Khá dày dẫn chắc chắn và khá đẹp luôn. Tiếp theo thì nó sẽ là cái đá vĩnh cửu nhá. Đá vĩnh cửu một khay này sẽ là cũng là hàng nguyên linh của Đức luôn. Một khay này của nó sẽ là 6 viên. Đấy, có 6 viên có giá gấp như này. Các bác cứ bỏ trực tiếp cái này vào cái ngăn đông tủ lạnh cho em, ngăn đông tủ lạnh nhá, ngăn đá. Bỏ trực tiếp vào ngăn đá xong là khi nào các bác uống rượu, uống bia, uống nước ngọt thì mình lấy ra mình sử dụng cho em. Đó. Thì có cả cái gấp như này luôn, rất là tiện. Có cả cái gấp này luôn rất là tiện nhá. Mình gấp ra mình sử dụng. Giá sẽ là 70.000. 70.000 cho một cái đá vĩnh cửu như này nha. Lên cho em đá vĩnh cửu 70.000. Tiếp theo thì các loại bút này, thì bút của Thiên Long nhá, bút này là hàng bút của Thiên Long. Đấy, nó sẽ là một hộp này thì sẽ là đó, 50.000 cho một hộp như này. Đấy, 50.000 hộp 10 cái nhá, 50.000 hộp 10 cái nhá. Đấy, 50.000 hộp 10 cái và 3 cái sẽ là 20.000 nhá, 3 cái là 20.000. Đó, có hai màu, có hai màu, màu xanh và màu đỏ. Đấy, bút viết cực kỳ là ngon luôn. Đấy, 3 cái là bằng 20k nhá, 20k. Còn 10 cái là sẽ là bằng 50k, 50.000. Đó, 10 cái bằng 50.000. Đây, đấy, rất là đẹp cho các bác luôn. Hàng của thương hiệu Thiên Long, hàng của thương hiệu Thiên Long nhá, rất đẹp luôn. Đó, có màu đỏ, có màu đỏ, màu xanh nhá, màu đỏ, màu xanh cho các bác này. Đó, màu này màu đỏ đây, đấy, màu đỏ đây, có màu đỏ, màu xanh. Hàng là bút Thiên Long xịn anh em nhá, bút Thiên Long xịn cho các bác luôn. Tiếp theo thì bút bi nhá, bút bi thì sẽ là một hộp này là 20 chiếc, giá thì sẽ là 2.000 một cái à? 2.000 một cái và bên em bán là đi bán từ 5 cái trở lên, bán từ 5 cái trở lên nhá, 2.000 một cái, bán từ 5 cái trở lên. Một hộp này của nó sẽ là 20 cái thì nếu bác nào mua cả hộp thì sẽ là 35.000, 35k nhá, 35k trên một hộp, trên một hộp 35k là 20 cái nhá. Còn mua lẻ thì bên em bán là từ 10 cái trở lên, 10 cái thì sẽ là 20.000 nhá. 10 cái là sẽ là bằng 10 cái là bằng 20k. Đấy, bán từ 10 cái trở lên nhá. Bán từ 10 cái trở lên. Đấy, thấp nhất là bán 5 cái. 5 cái sẽ là 10.000, 5 cái là 10.000. Còn lại là 10 cái là 20.000, còn mua cả hộp thì sẽ là 35.000 trên một hộp như này, là 20 chiếc, 20 chiếc nhá. Tiếp theo thì sẽ là cái sen cao su nhá. Cái này thì các bác dùng để làm sen tắm rất là tiện luôn. Đấy, có các cái đầu cao su như này và nước nó xả ra thì nó sẽ có hai chế độ như này này. Đấy, hai chế độ như này. Đấy, cho các bác luôn. Và ở đây thì nó sẽ có cái đầu cao su như này, giúp cho các bác trà rửa rồi tắm mình vệ sinh luôn. Đấy, tắm mình kỳ cọ luôn rất là tiện đây. Đấy, cái đầu cao su như này. Tắm nó rất là mút. Đấy, các bác vệ sinh tắm rửa luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 thôi. Lên cho em là sen cao su nhá. Giá của nó sẽ là 90k cho cái sen cao su như này, dây rất là dài. Tiếp theo thì nó sẽ là cái bộ tăng đơ 9D nhá.
bộ máy cạo râu 9D, máy cạo râu 9D. Đấy thì sẽ là đa di năng cho các bác luôn. Sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy này, một thân máy như này, có 3 lưỡi cạo nhá, một thân máy này. Có 3 đầu lưỡi như này nhá, 3 đầu lưỡi cạo như này. Kèm cho các bác là một đầu tỉa lông mũi, một đầu tăng đơ. Đó. Đấy các bác thấy không, em đưa vào cạo râu này. Đấy, vừa lướt qua cái đã có luôn nhá. Đó, rất là sắc bén luôn. Bộ 3 lưỡi kép rất sắc bén luôn. Đó. Thì sẽ có cho các bác là một đầu cạo râu này, một đầu tăng đơ và một cái đầu tỉa lông mũi. Ngoài ra thì đây là không có cái đầu chà. Sẽ có cho các bác là 3 cái đầu như này để các bác dùng để mình tỉa lông mũi, tăng đơ và cạo râu chấn viền luôn. Tăng đơ 9D, giá sẽ là 90.000. Tiếp theo thì nó sẽ là cái dầu gội đầu. Dầu gội đầu thì sẽ có cho các bác là hai mẫu như này. Hai mẫu này dầu gội đầu của thương hiệu Clear 80.000 một lọ. Hàng của Clear nhá. Hàng này thì hàng của Thái Lan nhá, sản xuất ở Thái Lan. Đây, Bangkok Thái Lan các bác này. Đó, Bangkok Thái Lan đây. Thì sẽ là 80.000 cho một lọ, có màu xanh màu trắng nhá. Có màu xanh màu trắng, các bác muốn lấy màu nào lấy, cái này bên em bán nhiều lắm không. Tiếp theo thì nó sẽ là cái kệ. Cái này thì nó sẽ là kệ bộ chân đỡ đa năng nhá. Giá sẽ là 50.000. Các bác dùng để mình đỡ tủ lạnh này, máy giặt này, nói chung là nó sẽ có cho các bác là cái nam châm, cái cao su để nó hít xuống. Đấy, đây. Chân nó khá là to luôn. Chân rất là to này, to bự luôn, đường kính của nó khoảng 10 cm. Và có cái nấc như này để các bác điều chỉnh này. Đấy, điều chỉnh nâng lên hạ xuống nó rất là tiện nhá. Nâng lên hạ xuống nó rất là tiện luôn. Và các bác có thể để mình kê tủ quần áo này, kê máy giặt, tủ lạnh đều được hết nhá. Đấy, thì các cái vị trí nào nó thấp thì các bác có thể đôn lên như này hoặc hạ xuống này, rất là tiện luôn. Giá thì chỉ có cho bác là 50.000 thôi, 50.000 bằng nhựa, khá là chắc chắn luôn, chịu được tải hàng chịu được tải rất là cao luôn. Đây. Đấy các bác này, hàng Việt Nam chất lượng cao. Cơ khí điện tử SH này, 50.000 thôi. Đấy, nó có thể chịu được hàng tạ luôn các bác nhá, rất là tiện ích luôn. Đây, 4 chân như này. Tiếp theo thì 50.000 nhá. Tiếp theo thì sẽ là áo mưa nhá, áo mưa. Đây, 195.000 cho một bộ như này, bao gồm cả quần cả áo luôn. Một bộ nhá, một bộ như này này, bao gồm cả quần cả áo mặc vào đúng như này luôn. Đó, kiểu dáng thể thao đẹp. 195.000 cho một cái bộ áo mưa như này nhá. Đây. Chất của nó sẽ là hàng hai lớp nhá. Hàng hai lớp cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn luôn. Đây, hàng hai lớp này nhá, rất là dày dẫn chắc chắn nhá. Áo của nó cũng là áo hai lớp hết nhá, áo hai lớp như này, rất là dày dẫn chắc chắn đây các bạn này. Đó, hai lớp hết này. Đó, giá thì sẽ là giá của nó sẽ là 195.000 nhá. Đây theo là bộ quần áo mưa, 195.000 cho cái bộ quần áo mưa như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bếp hồng ngoại nhá. 500.000 cho con bếp hồng ngoại như này. Giá sẽ là 500k. Ở đây thì nó sẽ là một con bếp cực kỳ là ngon luôn. Đó đây. Nó sẽ là bằng hồng ngoại nhá, bằng hồng ngoại. Hàng của Nhật này, Matika, Matika hàng của Nhật đây. Nút nguồn của nó này. Đấy, nâng lên hạ xuống này. Công suất cũng khá là cao luôn. Hàng dày dẫn chắc chắn này. Điện 220V, công suất của nó sẽ là 2000W nhá, 2000W. Hàng thì cực kỳ là dày dẫn chắc chắn, bếp hồng ngoại này đun thích lắm. Đấy, các bác có thể dùng để ăn lẩu ăn liếc luôn, rất là ngon. Hàng của hãng bảo hành cho các bác luôn, yên tâm sử dụng. Đó, bảo hành lỗi 1 đổi 1 trong vòng là 1 tháng luôn. Trong vòng 1 tháng đầu các bác sử dụng nhá. Lỗi 1 đổi 1 trong vòng 1 tháng đầu sử dụng đây. Đấy, kích thước của nó đây. Rất ngon lành luôn nhá, 500.000. Bếp hồng ngoại 500.000 nhá. Bếp hồng ngoại nóng cực nhanh luôn, 500.000. Tiếp theo thì một cái sản phẩm dành cho các em nhỏ, đó là cái máy đọc thẻ nhá. Đây, nó sẽ là một con máy đọc thẻ như này. Con này thì bao gồm là một máy này, một máy các bác bật nguồn lên cho em. Đó. Và một cái bộ thẻ nhá, một cái bộ thẻ và một cáp sạc. Bộ thẻ này thì rất là nhiều các cái chủ đề khác nhau. Đây, các bác lắp vào cho em này. Đó, có cả tiếng Anh cả tiếng Việt luôn nhá. Đó, cả tiếng Anh cả tiếng Việt luôn. Và nó có tới hàng trăm chủ đề luôn nhá, hàng trăm chủ đề luôn. Đó, đây. Rau củ quả này, cây cối này, vườn tược này, rồi nói chung là đầy đủ hết nhá. Xe cộ, ô tô, xe máy. Đây, mỗi cái màu này là một chủ đề này. 1, 2, 3, 4, 5 chủ đề. Đấy, 5 chủ đề, tổng của nó sẽ là đây, các chủ đề như này này. Động vật, phương tiện, đồ dùng hàng ngày, nói chung là nhiều lắm. Đây, đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là các bác lên cho em là máy đọc thẻ 80.000 nhá. Dùng rất là tiện luôn. Các bác mua làm quà cho con em nhà mình, vừa chơi vừa học này. Có cả tiếng Anh và tiếng Việt luôn.
tránh xa điện thoại máy tính bảng. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhé. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mà. Bên shop tiếp tục về cho các bác cái băng dính điện nhá, băng dính điện hàng nội địa của Nhật này. Đấy. Có những cái lô thì nó còn nguyên kiện như này các bác này, còn nguyên kiện như này, nhưng mà cái này thì nó không có nhiều. Đấy, còn nguyên kiện như này luôn. Hàng made in Japan, hàng nội địa của Nhật các bác này. Đó. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đây. Hàng của thương hiệu Denka này. Made in Japan các bác này. Đây. Đấy, made in Japan các bác nhá. Đó, các bác thấy chưa? Made in Japan nhá. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Băng dính của bên em thì dòng này nó là sẽ là siêu dai, siêu dính nhá. Đó. Siêu dai, siêu dính cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Giá sẽ là 80k trên 1 cân nhá, 80k trên 1 cân. Đây các bác này. Đó, đây. Đây. Các bác thấy không? Kéo thoải mái luôn. Siêu dai, siêu dính và siêu mỏng luôn. Gần như không có lõi nhá. Lõi là gần như không có đâu. Siêu dai, siêu dính, siêu mỏng. Bên shop sẽ bán cho các bác với giá đó là 10k một quận nhá. Đấy, 10.000 trên một quận. Đấy, các bác mua quận thì sẽ là 10k một quận nhá. 10k trên một quận to như này. Đấy. Còn quận nhỏ như này thì sẽ là 5.000 này. Đây. Quận nhỏ này sẽ là 5k này. Đó, 5k. Quận nhỏ là 5k, quận to là 10.000. Đây. Đấy, nó một gấp đôi luôn. Quận nhỏ 5k, quận to là 10k và mua cả cân thì sẽ là 80k trên 1kg nhá. 80k trên 1kg, nửa cân thì sẽ là 45k nhá. 45.000 trên nửa cân. Đó. 80k trên 1kg nhá. 1kg, còn nửa cân sẽ là 45.000. Băng dính cũng đủ màu luôn. Đấy. Màu đen, màu xám, màu trắng đủ màu cho các bác luôn. Giá thì siêu tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vít 6 cạnh như này nhá. Đấy, vít tôi vít 6 múi nhá. Đấy, vít 6 đầu nhá. 2 này, 4 này, 6 đầu. Với một cái đầu này nó là 7 thì em gọi là vít 6 đầu nhá. Vít 6 đầu rất là ngon lành cành đào cho các bác luôn. Đó. Một cái tô vít như này bao gồm cho các bác có sẵn 6 đầu như này. Lên nha là tô vít 6 đầu giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho con vít 6 đầu như này. Các bác có thể dùng để sửa chữa thay tháo, nó rất là tiện luôn, có sẵn ở đây luôn. Đó, có sẵn ở đây luôn. Mình chỉ cần rút ra là mình thay tháo thôi. Đấy, lên cho em là vít 6 đầu giá của nó sẽ là 50k. 50k cho con vít 6 đầu như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kẹp bạt nhá. Đây, đây nó sẽ là cái kẹp bạt như này. Thì các bác có thể kẹp vào bạt này, kẹp vào các cái vải cái bạt đen ấy, bạt đen, bạt xanh để các bác kẹp hoặc là kẹp vào dù cũng được. Đấy, rất là tiện luôn, khi kẹp vào nó rất là chắc như này. Đấy, hoặc là kẹp vào những cái rèm cửa, rèm kiếc bằng vải nhá. Các bác kẹp vào được hết nhá. Đấy, về nhà các bác chỉ cần sập cái này cho em xong, sập cái này cho em xong. Đó, nó khóa rất là chắc luôn, thì khi sập vào rồi thì các bác cứ thế là mình sử dụng thôi. Đấy, về nhà mình sập nó vào là mình có thể kéo luôn dây vào đây và kéo đi nhá, chăng bạt chăng kiếc nhá. Giá sẽ là 25.000 một chục nhá. Đó. Các bác lên cho em là kẹp bạt 25k trên 10 cái, 25.000 trên 10 cái các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thước rút tự hãm này. Đấy. Rất ngon lành cho các bác luôn. Đấy, rút ra là tự hãm, bản to nhá, số rõ ràng nhá. Đấy. Thước rút tự hãm có dòng 5m, 7m rưỡi và 10m nhá. Đấy, thước rút tự hãm. Đó, rất là ngon luôn. Đấy. Con này thì ưu điểm là các bác dùng là không phải giữ, không phải giữ. Đấy, rút ra nó sẽ tự hãm cho mình. Đấy, rút ra tự hãm. Lên cho em là thước rút tự hãm nhá. Đấy. Thì con 5m thì sẽ là 40k này, 5m là 40k. Đấy. Còn con 7m là 50.000. Đấy. Đây. Con 5m thì sẽ là 40k nhá. Đấy. 5m thì sẽ là bằng 40k này. Đó. 7m rưỡi, 7,5m thì sẽ là 50k. Đó. Và 10m thì sẽ là bằng 60k nhá, bằng 60.000. Đấy, 5m 40.000, 7m rưỡi 50.000 và 10m là 60.000. Đó, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thắt lưng dù lỗ nhá. Đây, một con thắt lưng dù lỗ như này. Dùng thì cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Đây, đấy. Thắt lưng dù lỗ như này dùng rất chất lượng nhá. Đấy. Hàng của quân đội nhá. Thắt lưng dù hàng của quân đội như này. Rất là ngon luôn. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Một con thắt lưng dù lỗ như này. Giá chỉ có cho các bác là đi đây, có cả những cái đai điếc các bác thắt vào này, rất là ngon luôn. Một con thắt lưng dù lỗ như này rất nhiều lỗ nhá. Đấy. Ở đây nó rất là nhiều lỗ luôn các bác, kể các bác bụng bự, 1m2, 1m3 cũng ok hết nhá. 1m2, 1m3 cũng ok hết. Cái dù lỗ này là bao nhiêu đấy? Thắt lưng dù lỗ này. Giá sẽ là 70k nhá, lên cho em là thắt lưng dù lỗ này. Giá của nó sẽ là 70k cho một con thắt lưng dù lỗ như này, 70.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái mũ ông già nhá. Mũ ông già như này.
giá thì sẽ là 105k nhá, 105k cho cái mũ ông già như này các bác này. Đấy. Con này thì đội rất là ngon, ôm form ôm dáng, đặc biệt là chuẩn bị hết mùa hè sang mùa đông rồi, hoặc là các bác ở trong miền Nam đấy các bác. Đó, đội như này. Các bác có thể thắt xuống như này. Đấy, thắt như này rất là ấm luôn. 105.000 nhá. Ngoài ra thì các bác có thể cho lên như này thì nó sẽ là thành một cái mũ bình thường. Đấy. Cho lên như này các bác thắt dây vào cho em là xong. Thì nó sẽ là thành một cái mũ bình thường. Đấy. Một cái mũ đội bình thường rất là ngon lành luôn. Đấy, khi mà ra ngoài đường hoặc là trời lạnh các bác bịt cái này vào cho em rất ấm luôn, thắt dây vào thì nói chung là gió lạnh thì chỉ có ở ngoài khóc thôi. Đấy, cái này thì năm ngoái bên em cháy hàng nhá, sớm đi. Đấy, các bác có thể mua sớm đi. Đó, giá thì sẽ là 105.000. Lên cho em là mũ ông già nhá, mũ ông già. Giá sẽ là 105.000. Đó. Mũ ông già này. Giá sẽ là 105k nhá. 105.000 cho con mũ ông già như này. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác một cái sản phẩm mũ rất là đẹp luôn, đó là cái mũ nồi nhá. Đây. Đấy, cái mũ nồi như này. Bên shop về nó sẽ có hai màu, màu nâu và màu đen. Đấy. Màu nâu và màu đen như này. Đấy, màu nâu màu đen. Thì con mũ nồi này thì giá sẽ là 100k nhá. 100k cho con mũ nồi như này. Con mũ nồi này cũng đội rất là ngon luôn. Đây các bác này. Đấy. Đây. Em đội con mũ nồi cho bác xem này. Đấy. Rất là ngon luôn nhá. Đó. Các bác đội trời nắng trời mưa đều được hết nhá. Trời nắng trời mưa đều được hết. Hoặc là mùa đông thì các bác đội giữ ấm cho đầu của mình cũng rất là tốt luôn. Đó, rất là ngon lành luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là các bác lên cho em là mũ nồi có hai màu, màu đen và màu nâu, hai màu đều đẹp hết, các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Giá sẽ là 100.000 cho con mũ nồi như này, 100.000 nhá. Đó, 100.000 cho con mũ nồi như này. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đấy, ôm form ôm dáng. Đấy, đầu nào cũng đội được hết nhá. Lên cho em là mũ nồi giá sẽ là 100k, còn mũ ông già là 105.000. Tiếp bên shop về cho bác hai cái mẫu đá mài hàng của Nhật nhá. Đấy, đá mài có hai màu, màu đỏ và màu vàng. Màu đỏ này thì độ mịn của nó sẽ là 5.000, 10.000 giá sẽ là 90.000 nhá. Đấy, à, màu vàng này là 5.000, 10.000 giá sẽ là 90.000. Còn màu vàng này thì giá của màu đỏ này của nó thì sẽ là 70.000. Độ mịn của nó thì là 3.000, 8.000. Độ mịn ít hơn thì là nó sẽ rẻ tiền hơn. Đấy, có hai mẫu đá mài như vậy. Thì các bác biết được nhá. Đó, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mẫu vòi tưới cây nhá. Đấy, à, vòi phun thuốc sâu. Đây, nó sẽ là cái đầu vòi như này. Đấy, cái đầu vòi như này. Để các bác dùng thì mình phun thuốc sâu rất là tiện luôn, hoặc là tưới cây. Phun thuốc sâu, tưới cây, tưới lan. Đấy, các bác chỉ cần là cho máy cho em, cho vào cái chai thì ở đây nó sẽ bơm không khí này. Đấy, nó sẽ bơm không khí ở đây nhá. Bơm khí vào đây ép vào chai thì các bác bơm này là nó sẽ chảy nước ra thôi. Đấy, có sẵn cho các bác một cái vòi luôn. Có sẵn một cái vòi. Đây, có cái vòi này mình cắm vào chai là xong nhá. Lên cho em là vòi phun thuốc sâu nhá. Vòi phun thuốc sâu. Giá sẽ là 35k. Đó. Vòi phun thuốc sâu 35.000. Vòi phun thuốc 35.000, vòi phun thuốc này. Vòi phun thuốc giá sẽ là 35k nhá. 35k. Lắp thẳng vào cái về nhà có cái gen này các bác xoáy vào cho em là chai Coca này hoặc là các cái dòng chai nhựa, chai nước ngọt đều được hết. Sau đó thì mình bóp ở đây nó có đầu bét để các bác chỉnh lượng nước này, rất là ngon lành luôn. 35.000 thôi. Đấy, rất là tiện nhá. Đấy, 35.000. Rồi, ok. Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các bác xem kênh đừng cho em xin một nút like nhá. Đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia máy tiết kiệm điện nhá. Đây nó sẽ là một cái dụng cụ các bác cắm trực tiếp vào nguồn điện 220 bình thường cho em. Đó thì con này sẽ giúp cho các bác là tiết kiệm tối đa từ 30-50% lượng điện tiêu thụ nhá. Đây, lên cho em là máy tiết kiệm điện, giá của nó sẽ là 60 cành cho một con máy tiết kiệm điện như này. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem. Lý học người Nhật đã nghiên cứu thành công thiết bị tiết kiệm điện, giúp cho hàng nghìn hộ dân Nhật Bản tiết kiệm được 50% tiền điện mỗi tháng. Nếu như trước đây hóa đơn điện của bạn là 800.000 thì sau khi sử dụng hóa đơn chỉ còn 400.000. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chỉ cần cắm vào ổ điện không cần rút ra, thiết bị sẽ làm cho công tơ điện của nhà bạn quay chậm lại, từ đó giúp bạn tiết kiệm điện một cách đáng kể. Bạn có thể dùng điều hòa, nóng lạnh TV một cách thoải mái mà không lo tốn tiền điện. Ngoài ra sản phẩm được tích hợp bộ ổn áp, khi sử dụng sẽ giúp bảo vệ đồ điện trong nhà cho bạn. Ổn định điện thế, phòng chống chập cháy, sản phẩm đang được ưu đãi giảm giá lên đến 50%. Đó. Thì con này nó sẽ giúp tiết kiệm điện rất là tốt cho các bác luôn nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con máy nhỏ gọn như này. Các bác cắm trực tiếp vào điện 220 cho em. Đó, cắm trực tiếp điện 220 bình thường nhá. Lên cho em là máy tiết kiệm điện, giá sẽ là 60 cành cho một con máy tiết kiệm điện như này. Tiếp theo thì
bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái thắt lưng cá sấu hộp nhá. Đây nó sẽ là một con thắt lưng cá sấu hộp như này. Đấy, hàng trong hộp bao gồm là hai đầu như này nhá, hai đầu rất là đẹp luôn, hai đầu như này, đầu đúc liền nguyên khối nhá, hai đầu đúc liền nguyên khối này, có kèm thêm cho các bác là hai đầu đúc liền và một dây thắt lưng siêu đẹp luôn. Đấy, đây chất liệu của nó là da siêu mềm luôn nhá, chất liệu da siêu mềm, màu thì màu nâu. Đấy, màu thì màu nâu như này. Lên cho em là thắt lưng cá sấu hộp nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 cho một cái thắt lưng cá sấu hộp như này. Đây các bác này. Đó, hàng đẹp chấm hết luôn, hai mặt đúc liền nguyên khối nhá. Hai mặt đúc liền nguyên khối như này. Đấy, và dòng này của nó sẽ là dòng lẫy trượt nhá. Hàng cực kỳ đẹp chất lượng cho các bác luôn. Giá chỉ có 150.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng cá sấu hộp nhá. Thắt lưng cá sấu hộp 150.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái phao nước nhá. Đây nó sẽ là một cái phao nước như này. Thì nước ngập mà 1 sen là cái phao này nó sẽ tự ngắt, rất đơn giản thôi. Các bác cứ xoáy trực tiếp vào cái đầu cấp nước cho em. Đó, nước ngập 1 sen là phao nó sẽ tự ngắt nhá. Rất hiện đại luôn. Giá thì chỉ có 60.000 cái phao nước như này thôi. Lên cho em là phao nước nhá. Phao nước giá sẽ là 60k nhá, 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bình nhiệt quân đội Mỹ nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái bình nhiệt quân đội Mỹ như này. Đó. Màu thì rất là đẹp luôn. Đấy, nó sẽ có rất là nhiều màu nhá. Màu xanh, màu đỏ các kiểu luôn. Inox 304, hàng 1 lít rưỡi nhá, hàng 1 lít rưỡi. Bình nhiệt quân đội Mỹ, hai nắp inox 304 này. Có lưới lọc viết đàng hoàng nhá. Đấy, đây. Các bác này, đấy, tay xoáy này. Xoáy ra này. Đấy. Có lưới lọc nhá. Rất ngon lành cành đào cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Chỉ có cho các bác là đi các bác lên mã giúp cho em đó là bình nhiệt quân đội Mỹ. Giá của nó sẽ là 190.000 nhá, 190.000 cho con bình nhiệt quân đội Mỹ như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bút điện cao su nhá. Đây, cái tay nắm của nó sẽ là bằng cao su như này. Đây. Đấy các bác này, đấy rất là ngon luôn nhá. Thì con này vừa là tô vít vừa là bút điện được luôn. Và nó rất là sáng như này thì các bác thử thông mạch hoặc thử điện âm dương các kiểu con này đều được luôn. Giá sẽ là 30.000 cho một chiếc như này nhá. 30.000 cho một chiếc bút cao su như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái thớt tre này. Đấy, một cái thớt bằng tre như này, rất là đẹp luôn. Đấy, rất đẹp, mịn màng, ngon lành như này nhá. Hàng cực kỳ là tiện ích cho các bác dùng để thái rau, dạ rồi các kiểu luôn. Chiều rộng của nó thì vào khoảng là 30 nhá. Và cái chiều ngang của nó thì vào khoảng là 25 nhá. Giá thì sẽ là 70.000 nhá, 70.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái giá vo gạo nhá. Giá của nó sẽ là 75.000 cho một con giá vo gạo như này. 75.000 cho con giá vo gạo như này nhá. 75.000, hàng bằng inox 304. Inox 304 cực kỳ dày dẫn và chắc chắn. Cái này 270 nha. 308 ạ. Inox 304 nhá, giá sẽ là 75k nhá. 75k. Đó, 75k cho một con như này. 75.000 nhá. Hàng inox 304 dày dẫn chắc chắn, khi các bác vo thì mình chỉ cần nghiêng đi như này thôi. Nghiêng đi như này là cái phần nước nó sẽ chảy hết và cái phần gạo nó sẽ đọng lại ở đây, nó sẽ không bị chảy mất gạo nhá. Rất sạch sẽ luôn. Ngoài này vo gạo thì mình có thể rửa rau này hoặc đựng thực phẩm, đựng thức ăn cũng ok luôn. 75.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn nhá. Đèn cúc áo này. Giá sẽ là 30 cành cho con đèn cúc áo như này, 30.000. Bấm này nó sẽ lên này. Đấy các bác thấy không? Đó, rất sáng luôn. Đèn cúc áo nhá, 30.000 cho con đèn cúc áo như này. Rất sáng này, các bác thấy không? 30.000 nhá. Đó. Lên cho em là đèn cúc áo 30k. Có nam châm rồi các thứ đầy đủ luôn. Đó, đèn cúc áo 30.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đồng hồ LED mẫu cũ nhá. Đồng hồ LED mẫu cũ 140.000. 140.000 cho con đồng hồ LED mẫu cũ như này. Có kèm cho các bác cả dây cắm luôn và một con đồng hồ như này, chiều dài thì vào khoảng là 15-17 cm. Chiều cao thì vào khoảng là đi 5 sen nhá. Đấy, có dây cắm như này. Và khi nó hiển thị thì nó sẽ là đúng như trên hình này luôn, hiển thị số như trên hình này. Giá của tăng cái thành cái ra. Giá sẽ là 140.000 nhá, 140.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con dao vân gỗ nhá. Đấy, một con dao vân gỗ siêu sắc bén như này nhá. Giá sẽ là 120.000 cho con dao vân gỗ như này. Hàng khâu đầu khâu đuôi này, made in Japan này. 120.000 cho con dao vân gỗ này. Giá siêu rẻ luôn. Hàng siêu sắc, giá siêu rẻ các bác nhá. Đây, đấy các bác thấy không? Hàng siêu sắc, giá siêu rẻ luôn. 120.000 cho con dao vân gỗ như này. Hàng siêu sắc nhá. Siêu sắc luôn, giá siêu rẻ. 120.000 nhá. Các bác thấy không? Chất dao khỏi phải bàn rồi.
siêu sắc bén này. Seki là hàng thương hiệu Seki Japan nhé. Đấy, dao vân gỗ cực đẹp luôn, 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái này chống đau lưng, nó gọi là cái gì, cái tựa lưng nhá, giá là 50 cành. Đây là cái miếng mút để các bác về các bác lót vào đây cho em này. Đấy, còn khi các bác kê thì các bác chỉ cần đặt vào đây này. Đấy, đặt vào đây sau đó thì mình lắp vào này cho em này. Đó, đây rất là đẹp luôn nhá, các bác có thể đút cái này vào đây. Đấy, đút cái này vào đây cho nó êm. Đấy, cho nó êm cái phần lưng của mình tựa xuống này. Đó, đây 50.000 cái tựa lưng này thôi nhá. Đấy, và cái này nó rất là nhiều cấp độ, thì khi các bác dùng thì mình có thể tụt lên hạ xuống độ cong tùy theo để mình tựa. Cái này nó là cái tựa lưng công năng học, thì nó giúp cho các bác là chống đau mỏi lưng, đau mỏi cổ rất là tốt luôn. Đấy, các bác tựa lưng cũng được mà làm tựa vào cổ cũng được nhá. 50.000 cho cái tựa lưng như này, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái sen quạt tăng áp nhá. Đây nó sẽ là cái sen quạt tăng áp này, giúp tăng áp lực của nước rất là tốt luôn. Đấy, có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt. 90 cành. Đấy, mua sen được tặng kèm dây. Đấy, dây dài khoảng 1m, 2m3. Bây giờ các bác ra cửa hàng mà mua nguyên một cái dây này cũng phải 3-40.000 rồi. Thế mà bên em bán cả sen cả dây có 90.000 thôi. Đấy, mẹ còn có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Sen quạt tăng áp, giá chỉ có 90.000 cái bộ sen quạt tăng áp này thôi, 90k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái vòng vàng điều hòa huyết áp nhá. Đấy, chất liệu của nó thì nó sẽ là vòng bằng vàng 24 carat nhá. Đấy, vòng vàng 24 carat như này. Đó, và ở đây thì có các cái hạt nam châm từ trường. Khi các bác đeo vào thì nó giúp cho các bác là điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông. Đó, giá rất hợp lý nhá, giá hợp lý lắm. Chỉ có cho các bác là đi bao nhiêu nhỉ, 40 cành thôi, 40 cành cho một cái vòng vàng điều hòa huyết áp như này. Rất là nên dùng các bác nhá. Các bác nào bị huyết áp cao hoặc thấp thì đeo vào một thời gian nó sẽ ổn định nhá. Vòng vàng điều hòa huyết áp, giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k thì cái vòng vàng điều hòa huyết áp như này, giá sẽ là 40.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái thanh cài dao nhá. Đây nó sẽ là một cái thanh cài dao như này. Các bác dắt dao vào đây cho em, ngoài ra thì các bác có thể đeo xoong, đeo nồi vào đây rất là tiện luôn. Có kèm cho các bác cả ốc vít luôn, thì các bác có thể là bắt lên tường này, bắt vào cánh cửa này, hoặc là các bác bắt lên tường. Đấy, sau đó thì mình treo xoong nồi rồi dắt dao vào đây rất là tiện luôn. Thanh cài dao giá sẽ là 90.000 thôi. Giá chỉ có 90k cho một con thanh cài dao như này thôi nhá. 90.000 cho một cái thanh cài dao như này. Rồi, ok. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em nhá. Đó, cho em xin một nút like để lấy tương tác và đăng ký kênh chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bật lửa cây nhá. Đấy, bật lửa cây. Nó có cái lẫy khóa ở đây này, các bác gạt cho em cái lẫy khóa này thì mới sử dụng được nhá. Đó, có cái lẫy khóa ở đây. Các bác phải gạt cái lẫy khóa này thì mới sử dụng được này. Đẩy cái lẫy khóa lên cho em này. Đó, đây. Có thấy không? Đó. Và cái phần này là tăng giảm lượng ga này, tăng giảm lượng ga đây, lẫy khóa đây. Đấy, ấn cái lẫy khóa này xuống này. Đó. Đây. Giá thì sẽ là 40k nhá. 40k lên cho em là bật lửa cây. Giá của nó sẽ là 40k cho con bật lửa cây như này, 40.000 các nhá. Bật lửa cây. Giá của nó sẽ là 40k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con dao chặt 1 cân này, 230.000. Bên em bao ship tận nhà cho bác luôn. Dao chặt 1 cân nhá, 230k. Con này thì hàng nội địa của Nhật, made in Japan con này. Bản dày 5 ly. Đấy, cán liền thân, có ốp đinh đồng như này, rất đẹp, dày dẫn chắc chắn. Chiều dài của lưỡi thì khoảng 23 cm, tổng chiều dài của dao thì trên 30 cm. Con này thì chặt xương trâu, xương bò, gà cá đều ok hết nhá. Đó. Lên mã giúp cho em đó là dao chặt 1 cân nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái chổi. Cái này là cái gì? Các bác lên cho em là chổi sắt bao nhiêu đây? Các bác lên cho em là chổi thép, giá của nó sẽ là 20k nhá. Đấy, lên cho em là chổi thép này. Chổi thép giá của nó sẽ là 20k này, cái chổi thép như này. Chiều dài của nó thì vào khoảng là 20-25 cm. Các bác có thể dùng để đánh kỳ cọ xoong nồi rồi vệ sinh các cái phần bề mặt đều ok hết nhá. Đầu của nó bằng thép như này. Đấy, và rất là nhiều các cái sợi thép như này nhá. 20.000 thôi. Lên cho em là chổi thép 20.000. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là con dao thái lỗ nhá. Con này thì cũng là hàng của Nhật này, made in Japan này. Đấy, lên cho em là dao thái lỗ, giá sẽ là 130k nhá, 130.000. Chiều dài của dao thì cũng vào khoảng là 28-30 cm. Đấy, và hàng cũng là hàng đúc liền thân như này, đánh nhám chống dính nhá. Đấy, con này thì siêu bén luôn, 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là một con dao thái của Đức nhá. Dao thái Đức như này. Đó. Đây, dao thái của Nhật các bạn. Con này thì là nó sẽ là dao thái của Nhật các bạn này. Đấy.
hàng của thương hiệu Kai Made in Japan con này. Đó, Kai Made in Japan đây. Con này thì các bác lên cho em là dao dao Thái Nhật nhá, dao Thái Nhật giá của nó sẽ là 80k nhá, 80k cho con dao Thái Nhật như này các bác này. Đấy. Ngoài ra thì bên shop có còn cho các bác cái con dao đó là con dao gọt hai nhá. Con này thì bên em lên nó là dao gọt hai. Nó cũng giống như con dao Thái Nhật thôi. Đấy, con này thì cũng là hàng của Nhật và của thương hiệu Wabo. Hàng thì những cái dòng dao gọt này thì siêu bén luôn các bác này. Đấy, dao gọt này thì nó là dòng siêu bén rồi các bác nhá. Đấy, siêu bén các bác này. Đó. Lên cho em là dao gọt hai, con này thì giá thanh lý cho các bác với giá đó là 60k nhá. Lên cho em là dao gọt hai 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là khóa Đức nhá. Một cái bộ khóa Đức như này bao gồm cho các bác là 4 chìa luôn. 4 chìa như này và chìa tròn chống cắt chống trộm. Giá sẽ là 130k nhá. Lên cho em là khóa Đức 130.000, hàng made in Germany. Đấy, khóa Đức 130.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái khóa chống trộm nhá. Con này thì nó sẽ có còi hú luôn. Đấy, khóa còi hú chống trộm. Và con này thì giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho con khóa còi hú chống trộm như này. Đấy, có còi hú chống trộm luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là hai cái khò ga nhá. Thì cái khò ga trắng này giá của nó sẽ là 50k, 50k cho con khò ga trắng như này. Đấy, còn con khò ga đại hàng của Kabushi Made in Japan thì con này sẽ là 90k nhá. 90 thôi. Giá đợt này thanh lý cho các bác chỉ còn 90.000 thôi nhá. Đấy, trước em bán 120.000, đợt này giá thanh lý cho các bác chỉ còn 90.000 thôi. Lên mã giúp cho là khò ga đại nhá. Khò ga đại 90.000, khò ga trắng 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái nạo lưỡi nhá. Các bác lên cho em là nạo lưỡi này. Con này giá thanh lý cho các bác chỉ còn là 15.000 thôi. 15k cho một cái bộ nạo lưỡi như này. Chất liệu bằng inox 304, dày đẹp, chắc chắn, sáng bóng đẹp, các bác dùng để vệ sinh lưỡi, vệ sinh răng lợi rất là ok. Đấy, các bác đưa vào các bác nạo này cho em này. Đấy, nạo này cho em. Lên cho em là nạo lưỡi nhá. Giá thanh lý 15k. 15k cho cái nạo lưỡi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái lấy giấy tai bằng lấy dây tai đèn nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái bộ lấy dây tai như này và đầy đủ phụ kiện cho các bác nhé, có pin, có đèn báo, các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Về nhà thì các bác lắp pin nó biết vào đây cho em. Đó, và đây nó sẽ là các cái đầu lấy dây tai này. Đấy, đầu này thì đầu gấp và có đèn luôn. Đây, cái đầu gấp của nó này. Đấy, có đèn báo hết các bác nhá. Đây, có đèn này các bác này. Đấy, có đèn. Thì các bác đưa vào các bác gấp cho người già trẻ em này. Đấy. Thì đây ví dụ như đây nó sẽ có đèn sáng như này này. Thì khi các bác tương tác, các bác làm nó rất là tiện luôn. Giá của nó sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho cái bộ lấy dây tai đèn như này. Lên cho em là lấy dây tai đèn, giá của nó sẽ là 60k cho một bộ như này nhá. Đấy. Dây tai đèn này, đó, dây tai đèn. Dây tai đèn nhá, giá của nó sẽ là 60k nhá, 60.000 cho cái bộ lấy dây tai đèn như này. Tiếp theo thì lên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con dao đây, nó sẽ là một con dao thái như này. Đấy, con dao thái. Dao thái nhọn nhá. Đấy. Con dao thái nhọn thì giá của nó sẽ là 175.000 cho con dao thái nhọn như này. Con này thì cũng khá là bén luôn, rất là bén các bạn. Hàng của thương hiệu Wabo nhá. Hàng thương hiệu Wabo rất bén luôn các bạn này. Đó. Bén lắm các bạn. Đấy, dọc dây bóng như này các bác biết rồi. Con thái nhọn, giá của nó sẽ là 175.000 cho con dao thái nhọn như này, chiều dài khoảng 30cm. Lên cho em là dao thái nhọn nhá. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái con dao thái vuông nhá. Đấy. Đây, thì nó sẽ là vuông hơn một chút, còn con kia nó nhọn hoắt, còn con này nó vuông hơn một chút như này. Đấy. Thì con này sẽ là 180.000. 180.000 cho con dao thái vuông như này. Nếu các bác mua cả đôi thì giá sẽ là 350 nhá. 350 và bên em bao ship cho một đôi dao. Đó, một con thì đầu nó hơi nhọn hơn một chút và một con đầu vuông nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái kéo cắt tôn nhá. Kéo cắt tôn. Đấy, kéo tôn trợ lực, con này thì nghiêng 45 độ và có phần trợ lực như này. Bó vào luôn. Đấy, nghiêng 45 độ và có phần trợ lực như này, rất là ngon lành cho các bác luôn. Kéo tôn nhá, kéo tôn trợ lực giá sẽ là 160.000. 160k nhá. 160k cho con kéo tôn trợ lực như này. Tiếp theo thì nó sẽ là cái dòng búa đinh nhá. Búa đinh thì bên em về nó sẽ có cho các bác là hai mẫu. Đấy, búa A1 và A2. Đấy, búa A1 và A2 các bác nhá. Đó, sẽ có hai mẫu như này. Đó, đây các bác này nhá. Đó, A1 to và A1 nhỏ và A2 là to nhá. A1 nhỏ thì giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho con A1 nhỏ như này. Con này thì nặng khoảng 3 lạng nhá. Đó, 3 lạng và chiều dài của nó thì khoảng 25cm. Còn con này thì nặng khoảng 5 6 lạng. Đấy, con này thì sẽ là 130k nhá. 130k. Đấy, con này sẽ là A2 nhá. Con này là A2 này. A1 nhỏ, A2 to. Đấy. Con A1 này thì nó sẽ nhỏ hơn một chút. A1 nhỏ 90.000, A2 to 130.000 nhá. A2 to 130.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái lọc rác inox. Con này sẽ là 15k nhá. 15k cho cái lọc rác inox như này. Các bác đặt cái phần chậu rửa ấy thì nó sẽ hứng cho các bác sạch bẩn rác rồi cơm nước các thứ nó lọt trong này là nó hứng cho các bác luôn, rất tiện ích nhá.
Đấy, giá sẽ là 15k. Tiếp theo thì sẽ là một con cưa lách này. Con cưa lách này thì giá của nó sẽ là 40.000 cho con cưa lách như này. Hàng thương hiệu Kabushi Japan. Phần lưỡi của nó dài khoảng 25 cm, cả cưa thì nó sẽ dài khoảng là từ 35 đến 40 cm. Đó, cưa lách giá sẽ là 40k cho con cưa lách như này nhá, 40.000, giá siêu rẻ luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái hít cửa nhá. Đấy, con này thì vừa hít vừa chống sốc luôn. Đó, thì nó sẽ hít vào tường gạch men là nó sẽ hít vào luôn này. Thứ hai là chống sốc, các bác có đẩy cửa để kiếc nó khỏi kêu nhá. 15k cho một chiếc như này và mua 5 thì tặng 1 nhá. 15.000 cho một cái hít cửa như này, mua 5 tặng 1. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái kìm nước nhá. Đấy, kìm nước như này. Độ mở của nó là lên tới 68mm nhá, gần 7 cm. Thì các bác dùng các cái loại ống nước là đều ok hết nhá. Các ống nước cơ bản thì cũng chỉ đến 68 70 thôi, ống 68 ống 70 thôi. Giá sẽ là 80k nhá. 80k cho một con kìm. Con này bên em đang bán là 80.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 55k thôi. Lên cho em là cà lê nước nhá. Cà lê nước chuyên dùng cho đồ nước, giá sẽ là 55.000 nhá. 55.000 cho con cà lê nước như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dây câu bình nhá. Dây câu bình như này. Hàng rất to đẹp luôn, đầu kết nối vào đều bằng đồng hết nhá. Dây lõi đồng, đầu kết nối bằng đồng. Giá chỉ có 180.000 thôi. 180.000 cho bộ dây câu bình như này nhá. Đấy, 2000 mAh. Lên cho em là dây câu bình, dây lõi đồng hết. Dây câu bình 180k các bác để vào trong ô tô nhà mình. Ví dụ như ô tô có trục trặc này, có hết pin hết điện thì bình sạc không được, thì các bác sử dụng con này cho em, sau đó thì câu từ cái ô tô khác sang, gọi một cái ô tô khác đến và câu sang là xong. Giá sẽ là 180.000 các bác nhé. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ kìm các bác này. Đấy, cái bộ kìm gì đây. Đấy, đầu tiên thì nó sẽ là kìm đen. Đấy, kìm con này thì trước nó về màu đỏ như này. Đấy, cho nên bên em lên nó là kìm đỏ nhá. Đấy, kìm đỏ, nhưng mà đợt này thì nó về thêm cả cái màu xám này nữa này. Đó. Màu xám này nữa. Đó. Thì con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 tròn này. 100k cho con kìm đen à, kìm đỏ này nhá. Đấy. Em gọi nó là kìm đỏ, trước em vẫn lên là kìm đỏ rồi. Lên cho em là kìm đỏ 100k nhá, kìm đỏ 100.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái xiên hoa quả nhá. Xiên hoa quả giá của nó sẽ là bao nhiêu? Trước bên em bán là 50.000 cho cái bộ xiên hoa quả như này, bao gồm 10 chiếc. Đợt này thanh lý cho bác giá chỉ còn 40.000 thôi. 10 chiếc như này. Đấy, 10 chiếc xiên hoa quả như này. Các bác dùng để mình xiên hoa quả rồi, nói chung là đa di năng luôn. Lên cho em là xiên hoa quả. Giá của nó sẽ là 40.000 cho một cái bộ như này, bao gồm 10 chiếc. Thì về các bác có thể dùng để mình ăn hoa quả, ăn trái cây rồi, nói chung là xiên thịt, xiên cá cũng đều ok hết nhá. Xiên hoa quả giá sẽ là 40.000 cho cái bộ xiên hoa quả như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kìm bạc FO nhá. Kìm bạc FO giá sẽ là 180.000 cho con kìm bạc FO như này. 180k nhá. 180k cho con kìm bạc FO. Hàng đa di năng luôn. Hai con này thì đều là giống nhau nhá. Hai con này đều là giống nhau. Đấy, nhưng mà chất lượng thép nó tốt hơn thì giá nó sẽ đắt hơn một chút nhá. Đó. Và con kìm bạc này thì nó sẽ dài hơn một chút. Đó, dài hơn một chút thôi, chứ còn đều là hàng đa chức năng hết. Cắt dây, tuốt dây, bấm cốt đầy đủ nhá. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là xi đánh giày nhá. Giá sẽ là 40.000 nhá, 40.000 cho một hộp xi đánh giày như này, có màu đen và màu nâu nhá. Về nhà thì các bác xoáy cái này ra cho em này. Đấy, đây là cái phần cái bông này, còn đây là phần xi ở dưới này, thì các bác xoáy ra cho em. Sau đó thì mình đánh trực tiếp lên giày thôi. Đấy, rất là tốt luôn. 40.000 cho cái hộp xi đánh giày như này, có hai màu. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái kìm tuốt dây đa năng nhá. Kìm tuốt dây đa năng, hàng của thương hiệu Fuka Japan này. Con này thì giá của nó sẽ là 90.000 nhá. 90k cho con kìm tuốt dây đa năng như này. Đấy, đây nó sẽ làm con kìm siêu tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để tuốt dây, bấm cốt này, rồi cắt dây làm 4, cắt dây làm đôi đều ok hết nhá. Đấy, giá thì rất hợp lý cho bác luôn, 90.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái kìm xanh nhá, kìm xanh như này. Đấy, con này thì chuyên để các bác bấm linh kiện này, bấm móng tay này, bấm khóe móng tay, móng chân, bấm linh kiện này, rồi là cắt dây, cắt chiếc đều ok hết nhá. Giá sẽ là 20k nhá, 20.000. Giá thanh lý cực kỳ tốt luôn. Lên cho em là kìm bấm linh kiện hoặc kìm xanh nhá. Kìm xanh giá của nó sẽ là 20.000, 20.000 cho con kìm xanh này thôi. Tiếp theo em lên cho bác cái khò ga bằng đồng nhá. Nó sẽ là khò ga bằng đồng đúc như này. Giá sẽ là 80.000 nhá. 80k đấy, khò ga đồng đúc như này. Đấy, đồng đúc nguyên khối, có điều chỉnh ga, điều chỉnh gió. Con này thì nó sẽ không có gì nhá, không có gọi là không có đánh lửa tự động, về nhà các bác phải tự mồi nhá. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái gọt dứa này.
Đấy, gọt dứa thông minh thì các bác chỉ cần là gọt sạch vùng quanh đi, sau đó lấy cái này đẩy đi là được thôi. Gọt dứa thông minh, giá thanh lý cho bác với giá đó là 10k cho mấy gọt dứa thông minh này nhá. 10k. Gọt dứa thông minh giá sẽ là 10.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái kìm chết hàng của thương hiệu Crossman của Mỹ, USA như này. Đấy, lên cho em là kìm chết Mỹ nhá. Con này thì bên shop thanh lý cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho con kìm chết Mỹ như này. Đấy, kìm chết Mỹ 100.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái keo vá tường nhá. Giá sẽ là 40k một hộp này. Đấy, các bác mở ra cho em này. Sau đó thì các cái phần tường bị thấm rột, bị nứt, bị bong chốc các bác bóc vào cho em, sau đó thì mình phủ lên các bề mặt của nó là ok. 40.000 cho một lọ keo vá tường như này. Đấy, nó sẽ thuộc dạng keo trắng, cực kỳ bền và dùng rất là tiện luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo tỉa nhá. Kéo tỉa thì bên shop có hai mẫu. Đấy, một mẫu thì chiều dài của nó là 20cm và một mẫu là chiều dài là 25cm nhá. 25cm. Đấy thì sẽ có hai mẫu cơ bản như này. Và con mẫu 20cm này thì giá sẽ là 40.000 nhá. 40k. Đấy, hỏi anh thì xem đúng không? 40.000 cho con 20cm như này. Còn con 25cm thì giá của nó sẽ là 55.000 nhá. 55k. Đó thì có hai mẫu. Con này thì giá chiều dài của nó thì dài hơn một chút cho nên sẽ đắt hơn một chút là 55.000. Còn con này thì nó ngắn hơn một chút thì giá của nó sẽ là 40k nhá. Đấy, hai mẫu kéo tỉa như này. Đấy, hàng của Nhật made in Japan nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo cành đúc nhá. Kéo cành đúc, con này thì giá sẽ là 120.000 nhá. Hàng của Nhật made in Japan, hàng bãi Nhật này, hơi có dấu hiệu gì xét một chút, về nhà các bác vệ sinh đi là ngon luôn. Made in Japan nhá. Đó. Con này thì hàng đúc liền thân như này. Các bác dùng để cắt cành, cắt cây, cắt cối, tỉa răm, rồi nói chung là làm vườn, làm cây cối, cây cảnh đều ok hết nhá. Lên cho em là kéo cành đúc, giá sẽ là 120.000 nhá. 120k cho con kéo cành đúc cho này. 120.000. Lên cho em là kéo cành đúc 120k. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái xịt hơi nhá. Đấy, xịt hơi như này thì về nhà các bác lắp vào bình hơi. Đấy, van viếc đều bằng đồng hết này. Về nhà các bác lắp vào cái bình hơi ấy để mình xịt cho em. Đó, giá sẽ là 80k cho cái xịt hơi như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là xịt hơi, giá sẽ là 80.000 nhá. Đấy, vòi xịt hơi 80k, hàng nội địa của Nhật nhá, Japan luôn. Đó, 80.000 cái vòi xịt hơi như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái súng keo nến nhá. Súng keo nến. Con này thì giá thanh lý cho các bác chỉ có cho các bác là đi súng keo nến là bao nhiêu? 40.000 thôi. 40k cho cái súng keo nến như này nhá. Giá sẽ là 40k cho một em súng keo nến như này. Đấy, về nhà các bác mua keo nến các bác đút vào đây cho em. Đó, có công tắc tắt bật này. Đấy, dùng keo nến cho nước là dùng con này rất là ok luôn. Giá thì chỉ có 40k cho cái súng keo nến như này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kìm nhọn nhá. Đấy, nó sẽ làm con kìm nhọn như này. Thì các bác dùng để mình xoắn dây này, rồi là làm vườn này, hoặc là gọi là đa di năng được luôn. Hàng của Nhật Japan này các bác này. Con này thì giá của nó sẽ là 40k nhá. Đấy, 40k thôi. Giá sẽ là 40k cho một con kìm nhọn như này. Lên cho em là kìm nhọn, giá sẽ là 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ổ vàng nhá. Giá sẽ là 45.000 cho cái ổ vàng như này. 45k. Con này thì chống va đập các kiểu con đại điểu luôn. Đó, lá đồng bên trong hết nhá. Đấy, 45.000 cho cái ổ vàng như này, có 5 chân cắm nhá. 5 chân cắm. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái chống giật bình nóng lạnh nhá. Đấy, chống giật bình nóng lạnh thì con này của nó sẽ là dòng cách điện để chống giật rất là tốt luôn. Kết nối đều bằng đồng hết như này. Các bác chỉ cần lắp qua hai cái đường dây ống nước cho em. Giá sẽ là lên cho em là chống giật nóng lạnh nhá. Giá sẽ là 40k trên một chiếc. Và các bác mua thì bắt buộc là mình phải mua cả đôi nó mới hiệu quả. Đấy, lấy cho em một đôi thì các bác lắp vào cái dây cấp nước của bình, đầu dây nóng và dây lạnh luôn. 40k có nhá. 40k một chiếc như này. Đó. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Một số các mã hàng của bên em mới về. Đấy, bên shop rất nhiều mã hàng mới về trong ngày hôm nay để lên video trân trọng gửi tới các bác nhá. Mã đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái chổi tách nước. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000. Các bác lên cho em là chổi tách nước nhá. Đấy. Hoặc là lên cho em là chổi lau nhà K9 nhá. Con này nó có mã là K9. Đấy. Con này thì nó tách nước luôn. Đó, đây là cái phần xoáy của nó này. Thì nó có đầu sẵn như này rồi. Các bác về chỉ việc là kết nối vào cho em là xong thôi. Đây, kết nối vào đây. Đấy, các bác cứ kết nối đúng đầu cho em là ok thôi. Đấy, nó có đầu xoáy như này.
nhà các bác kết nối vào cho em. Đây, cái này thì nó sẽ là lắp vào cái đầu này. Đây, khi về thì các bác rút cái này cho em, cái này nó còn một khớp nữa tầm 20 cm, các bác rút ra cho em này. Đấy, sau đó thì mình sẽ xoáy cái phần đầu cán là vào cái phần cao này. Đấy. Tiếp theo thì cái nửa dưới này nó sẽ có gen ở đây, các bác xoáy cho em cái gen vào đây này. Đấy. Cái này là phần gen bát này. Đây, bác xoáy cái gen này vào đây cho em. Đây, đây nó sẽ có cái gen này, các bác xoáy cái gen này vào đây. Đó. Đây nha các bác, xoáy cho em cái đầu này vào đây này. Đấy, cái đầu này là cái đầu phần thấp nhất này, thì xoáy vào đây cho em. Xoáy vào đây cho em này. Đấy, còn đây là cái phần để các bác đưa lên đưa xuống mình vắt này. Đấy, nó sẽ vắt đảo chiều ly tâm như này. Và đây là các cái phần khúc nối thì các bác cho vào mình nối vào cho em. Đây. Đấy, cái này thì cắm ở đây. Cái này thì mình cắm cái này, nối vào cái này cho em này. Đó. Cái này là cái hệ thống của nó là tách nước tự động nha các bác, chỉ cần cho nước vào dưới này. Đấy. Vắt, khi vắt thì các bác đặt vào đúng tâm như này. Đấy là nó sẽ vắt cho các bác sạch luôn. Đó, đây. Đấy, và nó dạt đến đâu thì nước nó sẽ tách xuống dưới đến đấy các bác nhá. Đó. Dạt đến đâu thì nước nó sẽ tách xuống dưới đến đấy. Các bác dùng nó rất là sạch sẽ. Đó, gọi là tách nước tự động. Thì lên cho em là chổi tách nước. Giá sẽ là 180.000 nhá. Đấy, cái phần bàn lau của nó rất cứng cáp luôn này. Đấy. Có xoay đảo chiều hết nhá. Đấy. Có xoay, có đảo chiều như này thì rất là tiện cho các bác sử dụng này. Đấy. Có xoay 360 độ có đảo chiều luôn. Đấy. Và khi mà cho vào xoay thì là nó sẽ xoay cái bàn này. Xoay cái bàn này. Đấy, và nó sẽ giặt ở đây luôn. Đấy, kết hợp giặt ở đây. Đấy, nó sẽ tạo sạch luôn và nước bẩn thì nó sẽ rơi xuống đây. Đó, nước bẩn nó sẽ rơi xuống đây. Thì nó rất là tiện, nó gọi là chổi tách nước nhá. Và các bác không cần phải đổ, các bác chỉ cần là mang ra ngoài. Sau đó thì xoáy cái van này ra, xả đi cho em là xong. Xoáy cái van này ra, xả đi. Đó, nó rất là tiện ích luôn. Có quai sách như này nhá, có quai sách như này. Rất dày dẫn chắc chắn cho các bác nhá. Đấy, khi vắt thì mình lừa nó vào đây này. Đấy. Đây. Các bác cho nó ăn vào cái tâm của nó này. Cho nó ăn vào cái tâm của nó. Sau đó thì mình đẩy cái này xuống này. Đấy, nó vắt rất là ngon luôn các bác nhá. Đó. Rút lên rút xuống xoay rất là ngon luôn. Con này thì giá sẽ là 180.000. Lên cho em là chổi tách nước 180.000 các bác nhá. Lắp vào thì nó khá là dài luôn, tầm khoảng 1m2 đến 1m3. Đấy, tầm khoảng 1m3 các bác nhá. Tầm khoảng 1m3. 1m2 1m3 thoải mái cho các bác sử dụng. Màu sắc đẹp. Đấy, lau rất là ngon luôn nhá. Lau rất là ngon luôn. Lên cho em là chổi tách nước này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái mã chổi. Đó là cái chổi này là gì? Các bác lên xem là chổi lau nhà nhá. Con này thì bỏ anh đi biển ra đây. Chổi lau nhà, con này thì nó cũng lắp đặt như vậy thôi. Và con này thì nó sẽ có hai phần vắt riêng. Đấy. Hai phần vắt riêng. Đây. Đấy. Hai phần vắt như này. Hai cái vắt như này thì là các bác muốn dùng cái nào thì dùng. Một cái là bông mịn như này. Đấy, hai cái mẫu bông như này. Các bác chỉ cần là lắp vào cho em xong. Đây, lắp vào đây. Đấy, lắp vào cái phần này. Nó có cái lẫy để các bác sập nó vào là xong nhá. Sập nó vào là xong. Cái này thì các bác lên cho em là chổi lau nhà nhá. Sập nó vào này. Đó, nó có cái lẫy này các bác sập hết vào cho em. Sau đó thì mình xoáy vào thôi. Đấy, xoáy vào. Nó có các cái phần kết nối đây, các bác cứ xoáy vào cho em là xong. Đây. Đấy, cái phần này thì các bác xoáy vào đây. Phần này xoáy vào đây nhá. Đó. Sau đó thì các bác xoáy tiếp cái phần đầu trên này vào. Xoáy cái đầu trên này vào là mình sử dụng thôi. Đó. Là khi các bác vắt là cho vào đây là nó vắt này. Đấy. Cho vào đây là sẽ vắt luôn. Ở đây thì các bác rút dài cái này ra cho em này. Cái này thì nó rút ra nó khá dài luôn, tầm khoảng 1m2 đến 1m3 đấy. Cũng thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Đây. Đấy, và bắt đầu các bác cho vào mình vắt này. Đấy. Cho vào đây mình vắt này. Đấy, các bác thấy không? Cho đây mình vắt rất tiện luôn nhá. Đó, con này thì nói chung là ứng dụng thì rất là tiện rồi. Đó. Và cũng rất là dài luôn. Đây. Chiều dài của nó thì nó cũng tầm khoảng đây. 1m2 1m3, hai con này thì cũng tương đối bằng nhau. Đây. Hai con chổi này tương đối bằng nhau này. Đó. Và đây là cái phần xoay của nó này. Phần xoay của nó này. Dưới có bánh xe này. Đấy, dưới có bánh xe. Con này thì các bác phải đổ nước đi thôi, nó chứ không nó không có van xả các bác nhá. Con này thì không có van xả. Các bác dùng xong thì các bác đổ đi. Đó. Thì giá con này sẽ là 200 mấy?
lên mã giúp cho em đó là thùng lau nhà, giá sẽ là 250.000 nhá. Thùng lau nhà 250k. Đấy. Con này thì sẽ là 250.000, bên em sẽ bao ship nhá. 250.000. Bao ship về tận nhà cho các bác luôn. Đó, lên cho em là thùng lau nhà. Đấy. Các số hotline của bên em này, các bác có thể liên hệ nhá. Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Vấn nhá. Các bác xem kênh thì cho em xin một nút like, nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó. Mã sản phẩm đầu tiên đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái mã đồng hồ đây. Một cái đồng hồ rất là đẹp luôn. Đó. Đồng hồ này thì các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ 55 nhá. Đồng hồ 55. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ 55 nhá. Đồng hồ 55 này. Đồng hồ 55. Đấy, 55. Con này thì nó sử dụng bằng pin thôi. Giá sẽ là 170.000. 170.000 cho một con đồng hồ 55 như này. Con này thì nó là dòng sử dụng pin nhá, dòng sử dụng pin. Đấy, của thương hiệu SKM này. Rất là đẹp luôn. Có lịch liếc các thứ đàng hoàng nhá. Rất là đẹp cho các bác luôn. Đó, màu vàng gold rất là đẹp. Mặt của nó cũng rất là sang trọng luôn. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ 55 nhá. Đồng hồ 55. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170.000 cho con đồng hồ 55 như này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ các bác lên cho em là điện tử dây thép nhá. Đấy. Đồng hồ này thì nó sẽ là đồng hồ điện tử và dây của nó thì nó lại là thuộc dạng là dây thép. Đấy, có hai màu, màu vàng và màu con này thì có hai màu, màu vàng và màu đen như này. Đấy. Lên cho em là đồng hồ điện tử dây thép nhá, có hai màu, màu vàng và màu đen. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k nhá. Đấy, 100.000 thôi. Đấy. Lên cho em đó là 100k đồng hồ điện tử này. Điện tử dây thép nhá. Dây thép. Đấy, đồng hồ bằng điện tử nhưng mà nó lại là dây thép như này. Đấy. Điện tử và dây thép như này. Con này đeo thì rất là sang xịn mịn luôn. Đây, khi các bác đeo vào thì nó rất là sang các bác này. Đấy. Nhỏ gọn như này các bác này, rất đẹp luôn. Đó. Lên cho em là đồng hồ điện tử dây thép nhá. Đấy. Nó này nó sẽ là đồng dòng đồng hồ điện tử. Đấy, có lịch ngày tháng đầy đủ cho các bác luôn và chạy bằng số điện tử như này. Và dây của nó là dây thép nhá. Lên cho em là đồng hồ điện tử dây thép, giá sẽ là 100.000 nhá. 100.000 cho con điện tử dây thép như này. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn nhá. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái lớp nguyên cái lớp túi bóng này. Về nhà các bác bóc cho em, túi bóng chống xước các bác bóc cho em nhá. Đồng hồ điện tử dây thép này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ đây. Con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ vuông nhá, đồng hồ vuông. Đấy, đồng hồ vuông như này. Lên cho em là đồng hồ vuông, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 thôi. 90k. Con này thì các bác lên cho em là đồng hồ vuông nhá. Đồng hồ vuông. Đấy. Đồng hồ điện tử, con này thì cũng là điện tử thôi. Đấy, đây sẽ là điện tử như này. Thì lên cho em là đồng hồ điện tử vuông nhá. Đồng hồ điện tử vuông. Giá sẽ là 90k nhá. 90.000 cho một con đồng hồ điện tử vuông như này. Đó, đây, rất đẹp không nhá. Giá thì chỉ có 90 cành thôi. Giá khá là hợp lý cho các bác luôn. 90k cho một con đồng hồ điện tử vuông như này các bác nhá. 90.000 một chiếc. Đó, lên cho em là đồng hồ điện tử vuông này. Đồng hồ điện tử vuông, giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k một chiếc. Dây này của nó thì nó sẽ là bằng dây nhựa. Đấy, dây nhựa nhá. Đấy, còn con này thì nó sẽ là đồng hồ điện tử và dây của nó thì là dây thép không gỉ nhá. Dây thép không gỉ, con này là 100. Còn con này thì dây nhựa và giá của nó sẽ là 90.000. Ngoài ra thì bên shop có cái mã đồng hồ thể thao con này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ thể thao. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 cho một con đồng hồ thể thao như này. 80k cho một con đồng hồ thể thao như này nhá. Cũng rất là đẹp luôn. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ thể thao. Giá sẽ là 80k một chiếc nhá. 80k cho một con đồng hồ thể thao như này. Lên cho em là đồng hồ thể thao. Giá của nó sẽ là 80.000 các bạn. 80.000. Có đèn các bác này. Đèn điếc các thứ đàng hoàng. Rất là ngon lành cho các bác luôn. Lên cho em là đồng hồ thể thao nhá. Đây, đèn sáng các bác này. Giá sẽ là 80k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái tỉa lông mũi này. Đấy. Các bác lên cho em là tỉa lông mũi nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30k cho một cái tỉa lông mũi này thôi.
giá thanh lý cho các bác 30.000 một chiếc nhé, 30.000 cho một chiếc tỉa lông mũi như này, hàng bằng inox 304, đẹp sáng bóng cho các bác luôn, 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm, đó là cái nó sẽ là cái giấy lau bếp nhá, giấy lau bếp một bịch này của nó thì sẽ là 30.000 cho một bịch giấy lau bếp như này, 30k cho một bịch giấy lau bếp này, 80 tờ luôn, tha hồ cho các bác thoải mái lau nhá, giấy lau bếp 30.000 này. Đó, nó sẽ là thuộc dòng là giấy ướt và có sẵn các cái xà bông và chất tẩy rửa đâu. Đấy, lau bếp và có sẵn xà bông chất tẩy rửa đâu, các bác chỉ việc là mình sử dụng thôi. Đây, đây các bác này, đấy, các bác thấy không, em lau cái vết mực này mà nó viết mà nó còn sạch luôn đấy các bác này. Đấy, các bác thấy chưa, đó, lau sạch luôn. Con này thì nó đã có sẵn cái tẩy rửa rồi cho nên là mình dùng nó rất là thích nhá, có xà bông có chất tẩy rửa luôn, thì các bác lau vết mỡ rồi vết dầu bám các thứ rất là ok nhá. Lên cho em là khăn lau bếp 30.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sáp ô tô nhá, sáp ô tô như này, giá của nó sẽ là bao tiền cái sáp ô tô rồi đấy, giá của nó sẽ là 40.000 thôi nhá, 40.000 cho một lọ sáp ô tô như này, hàng này của nó thì rất là thơm luôn, 40k nhá. Lên cho em là sáp ô tô, giá của nó sẽ là 40k, có hai màu này. Đấy, có hai màu như này đây, em về thì lô này nó sẽ có hai màu nhá, thì các bác để trên ô tô rất là thơm luôn, để ô tô này phòng ngủ phòng ăn phòng khách rất là ok. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái con lăn bụi nhá, con lăn bụi như này. Đấy, đây các bác có thể tháo ra đó, và đây nó sẽ là một cái dòng con lăn và nó giúp cho các bác là lăn bụi rất là tốt luôn. Đấy, lăn các cái vết bụi bám rất là ok. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là cái con lăn bụi này bao nhiêu đấy, 25.000 cho một bộ nhá, 25.000 cho một bộ. Một bộ thì các bác sẽ được tặng kèm thêm 2 miếng con lăn này nữa, và mỗi con lăn này là 100 miếng luôn, 100 miếng các bác cứ bóc ra sau đó thì mình lăn là bụi bẩn nó sẽ bám ở đây rất sạch sẽ luôn. Con lăn bụi giá sẽ là 25k nhá, 25k cho con lăn bụi nha. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái đây, nó sẽ là cái máy hút chân không nhá, máy hút chân không. Thì có sẵn cả máy cả túi bóng cho các bác luôn. Đấy, giá thì rất hợp lý cho các bác rồi, giá rất hợp lý cho các bác rồi nhá. Cái này thì các bác dùng để mình hút chân không túi đồ ăn đồ yếc, mình hút mình bỏ vào tủ lạnh rất là tốt luôn. Máy hút chân không nhá, cái máy hút chân không này bao nhiêu đấy, lên cho em là máy hút chân không này, máy hút chân không, tên cho em là máy hút chân không, giá sẽ là 85k nhá, 85k cho một con máy hút chân không nha. Rồi ok. Hello các bác nha, hôm nay thì bên shop có một số mã thanh lý gửi tới các bác này, các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Thì các bác xem kênh nhớ cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Hôm nay thì bên em có thanh lý một cái bộ tam đa rất là đẹp luôn. Đó, bộ tam đa phúc lộc thọ như này. Chất liệu của nó thì bằng gốm sứ các bác nhá, gốm sứ như này. Chiều cao của nó thì vào khoảng là gần 20cm. Đó. Hàng thì nó sẽ là một cái bộ tam đa bao gồm là ba ông phúc lộc thọ như này nhá. Đấy, tam đa ba ông phúc lộc thọ như này. Đấy, bên shop sẽ gửi tới các bác cái giá đó là 500.000 cho ba ông tam đa phúc lộc thọ như này nhá. Đấy. Hàng gốm cực kỳ đẹp luôn, gốm cổ cực kỳ đẹp. Đấy, riêng ba ông tam đa này thì các bác phải chuyển khoản hết thì bên em mới bán nhá. Chuyển khoản hết thì bên em mới bán. Tam đa phúc lộc thọ. Đó. Bộ ba tam đa phúc lộc thọ rất là đẹp như này các bác nhá. Đấy, bộ ba tam đa phúc lộc thọ này, ba ông như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái đèn đội đầu 5 bóng nhá, đèn đội đầu 5 bóng. Con này thì bên shop thanh lý cho các bác với giá đó là 40k nhá. 40k cho cái đèn đội đầu 5 bóng như này. Đó, giá chỉ có 40.000 thôi. Giá thanh lý cho các bác cực kỳ rẻ luôn. Đấy, đèn đội đầu 5 bóng như này có dây có quai đeo đàng hoàng. Đây. Công tắc của nó đây các bác này. Đấy. Rất là sáng luôn nhá. Có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa. Đấy, và có chế độ là bật 1 bóng, bật 4 bóng và bật cả 5 bóng luôn. Đây. Đấy. Con này các bác dùng để đeo đầu rất là ok. Có cáp sạc vào đây, có dây sạc các thứ đèn đàng hoàng cho các bác nhá. Giá thì sẽ là lên cho em là đèn đội đầu 5 bóng này, đèn đội đầu 5 bóng, giá sẽ là 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dao cắt kính này. Con này thì các bác có thể dùng để cắt kính, cắt gạch men đều ok hết nhá. Chuyên để cắt kính, cắt gạch men đều ok hết. Có kèm cho các bác là một cái bộ lưỡi như này, một cái bộ bao gồm là hai lưỡi luôn, với một lưỡi đi kèm nữa là ba lưỡi. Con này thì các bác dùng để cắt kính, cắt gạch men đều ok hết nhá. Giá thì sẽ là 100. Cái con kính gạch men này bao nhiêu đấy? Dao cắt kính như này 130.000 nhá. Lên cho em là dao cắt kính cắt gạch men 130k. Đó, 130k cho con dao cắt kính cắt gạch men như này.
đây em sẽ có cái video cho các bác xem đây, em đã cắt cho các bác xem này. Đấy, cắt gạch men này. Đấy, cắt gạch men rất là ngon luôn nhá. Cắt kính, cắt gạch men đều ok hết này. Đấy, các bác cắt này, sau đó thì mình đưa vào. Này vào cái đường chỉ chúng ta đã cắt nhá. Đây cái chỉ này. Và đúng cái chỉ chúng ta đã cắt sẵn này. Đấy, đây, chúng ta đặt vào cái phần chỉ cắt sẵn này. Đây. Đấy, anh chị quan sát nha, đây. Đây. Đặt vào như này xong chúng ta bắt đầu không đều ra thôi. Đấy. Đặt vào như này. Sau đó thì chúng ta sẽ công đều ra này. Đấy, các bạn thấy không? Đó. Cắt gạch men nhá. Đó, cắt gạch men, cắt kính đều ok hết nhá. Đó. Đây là cắt kính này. Đấy, cắt kính rất là ngon. Sát em cắt kính nhá. Đây. Đây em cắt kính nhá. Đó. Cắt kính rất là ngon luôn nhá. Công thì em đặt cái cắt luôn. Cắt kính rất là ngon lành luôn. Rồi em sẽ cắt cái viên gạch men. Đây. Hơi mím rồi. Đấy, rất đơn giản luôn. Đó, rất đơn giản luôn. Đó, giá 130.000 các bác nhá. Tiếp theo thì em về cho các bác cái môi nhựa các bác này. Đấy. Đây nó sẽ là một cái môi sới cơm nhựa trong như này. Giá sẽ là 50k nhá. 50k cho cái môi sới cơm nhựa trong như này. 50.000. 50.000 một chiếc. Con này thì các bác dùng nó rất là ngon luôn. Đấy. Dùng để làm môi sới cơm rất là tuyệt vời nhá. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. Đây. Cái này hàng của Nhật, nó đóng gói cũng cực kỳ là kỹ càng luôn. Đấy. Bóc ra cũng khó luôn các bác nhá. Đây. Đấy. Đây. Đây các bác này. Đó, mua sữa cơm bằng nhựa trong như này. Chiều dài của nó thì vào khoảng là 20 cm. Rất là mềm mềm nhưng lại mềm cứng nhá, nhưng lại mềm cứng luôn. Thì dùng nó rất là đã các bạn. Đấy, không dính cơm. Lên cho em là mua sữa cơm nhựa nhá. Môi sữa cơm nhựa trong, giá sẽ là 50.000. 50k cho cái môi sữa cơm nhựa trong như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chắn bếp ga nhá, chắn bếp ga. Đấy, thì khi các bác đun nấu mà nó bị bắn bị bẩn thỉu thì các bác dùng con này chị em. Rất là tiện luôn. Đấy, nó sẽ là một cái tấm bạc như này. Đấy. Các bác có thể là đấy, cho vào mình chắn bếp ga rất là ngon luôn nhá. Đấy, một cái tấm bạc như này. Đây mã giúp chị em đó là chắn bếp ga nhá. Giá thì sẽ là cái chắn bếp ga này bao nhiêu đấy? Chắn dầu mỡ 25.000 nhá. Đấy. Lên cho em là chắn dầu mỡ. Đấy, chắn dầu mỡ. Chắn dầu mỡ này. Giá của nó sẽ là 25k. Đây. Khi các bác dùng thì nó sẽ như trên hình như này các bác này. Đấy, mình đặt vào bếp này, nó sẽ chắn dầu mỡ cho các bác rất là tiện ích luôn. Tiếp theo thì em về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vắt cam bằng tay nhá. Giá sẽ là 50.000 cho con vắt cam bằng tay như này. 50k. Đấy, thì các bác chỉ cần là nó bằng inox 304 sáng bóng đẹp này. Đấy, sáng bóng đẹp như này. Các bác chỉ cần đặt vào này là xong. Đấy, để mình vắt này. Rất là tiện ích luôn. Đó, inox 304 sáng bóng đẹp nhá. Giá sẽ là 50.000. Đó, chỉ cần đặt vào đây là mình vắt là xong. Đấy, các bác uống 1-2 quả cam mình cho vào đây mình vắt bằng tay luôn, nó rất là tiện. Vắt cam bằng tay. Giá sẽ là 50.000 nhá. Ngoài ra thì bên em có cái vắt bằng máy thì nó sẽ là 190.000, còn vắt cam bằng tay này là 50.000. Đấy, cái bàn cờ nhựa này thì sẽ là 80.000 cho một cái bộ bàn cờ nhựa như này. Thì con này nó sẽ bao gồm cho các bác là cả bàn cờ, cả quân luôn. Đấy, 80.000 một bộ này nhá. Đấy. Lên thêm là bàn cờ nhựa này. Đấy. Giá của nó sẽ là 80.000. Đấy, bao gồm cả quân, cả bàn cờ như này. Đấy. Bàn cờ nhựa nhá. 80.000 cho một bộ như này, về các bác để chơi cũng rất là tiện luôn. Có cả quân, cả bàn cờ luôn, không dùng nữa thì mình lại kẹp vào kia. Đó. Ngoài ra thì bên shop có cái quân cờ gỗ nhá. Cái này nó sẽ là quân cờ và nó bằng gỗ, quân bằng gỗ như này. Bằng gỗ nó chiều nó vào khoảng là 3 cm, 2,5 cm đến 3 cm. Đó, quân cờ gỗ. Giá thì sẽ là 70.000 cho cái bộ quân cờ gỗ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn này là bao nhiêu đấy? Cái đèn gậy à? Đây. Nó sẽ là một con đèn như này, một con đèn như này. Đấy, chất liệu của nó thì bằng hợp kim nhá. Và nó sẽ có một con đôi pin như này luôn, một đôi pin như này các bạn. Đấy, hẳn một đôi pin như này luôn, dùng rất là đã này. Đấy, một đôi pin như này. Đèn gậy nhá, lên cho em là đèn gậy 140.000. Đấy, con này thì cũng khá là sáng luôn, khá là sáng các bác nhá. Thì mình vừa dùng để mình
soi ban đêm ban giấc đấy, hoặc các bác đi đường giấc, hoặc là vừa để làm cái gọi là phòng thân luôn nhá. Đấy, rất là tiện luôn. Đó, rất là tiện. Đây, phòng thân mình có thể là sử dụng nó rất là an toàn. Lên cho em là đèn gậy 150.000, 140.000. Đấy, có sẵn hộp như này và có kèm cho các bác là một cái cáp sạc luôn. Đèn gậy 150.000 nhá. À 140.000 nhá, 140k cho con đèn gậy như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái hút thổi bụi bằng hút thổi bụi ống nhá. Đấy, nó sẽ là một cái dòng bằng ống. Thì con này các bác dùng nó rất là tiện, hút thổi bụi ống. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Đấy, giá rất là tốt luôn. Hút thổi bụi bằng ống. Giá thì chỉ có cho các bác là 260.000 thôi. Đấy, con này nó chạy bằng pin và rất là khỏe luôn. Hút thổi bụi ống chạy bằng pin. 260.000. Đây. Đấy, nó sẽ là một cái ống như này. Đầy đủ phụ kiện luôn. Đấy, ống dài nhá, đầy đủ phụ kiện luôn. Đây. Con này hút rất là khỏe các bác này. Hút rất là khỏe luôn các bác này. Hút rất là khỏe luôn các bác này. Rất là khỏe luôn nhá. Đó. Đấy. Rất là khỏe luôn. Giá thì sẽ là 260.000 nhá. Các cái đầu phụ kiện đi kèm đây. Chạy bằng pin thì các bác có thể để lên ô tô này. Hả? 260.000 nhá, hút thổi bụi ống này. Đó. Tiếp theo thì các bác lên cho em là vòi tưới cây bằng đồng nhá. Giá sẽ là 50.000. 50k cho cái vòi tưới cây bằng đồng như này, 50k nhá. Lên cho em là vòi tưới cây bằng đồng 50.000. Đó. 1 2 3 phần cút nối và một cái đầu vòi như này, 50k. Đó. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái bóng đèn 3W, giá sẽ là 10k nhá. 10k cho cái bóng 3W như này. Bóng 3W 10.000. Đó. Tiếp theo thì lên cho các bác cái đèn 3 màu nhá. Bóng 3 màu. Đấy, bóng đèn 3 màu. Con này thì của nó sẽ là bao nhiêu watt đây? 3 màu và con này của nó là đi tầm khoảng, con này chỉ khoảng trên 10W thôi. Trên 10W thôi. Nhưng mà rất là sáng luôn. Và giá thì đợt này về cho bác giá tốt nhá. Giá chỉ còn cho các bác là đi giá sẽ là lên cho em là bóng 3. Cái bóng 3 màu đang bán bao nhiêu đây? 3 màu đang bán là 30k nhá. Đợt này về cho các bác giá chỉ còn là 20.000 thôi. 20.000 thì cái bóng 3 màu như này nhá. Con này thì cũng rất là sáng luôn. Lên cho em là bóng 3 màu, giá sẽ là 20.000. Đó. Tiếp theo thì lên cho các bác cái cây sâm thịt nhá. Đây. Đấy, nó sẽ là cái cây sâm thịt như này. Giá thanh lý cho các bác giá chỉ còn là 20k trong cây sâm thịt như này thôi. 20.000 nhá. Đấy, các bác dùng để mình sâm thịt nhá. Sâm thịt mình chế biến đồ ăn rất là ngon luôn. Đó, chế biến đồ ăn rất là ngon luôn nhá. Đó, giá rất hợp lý cho các bác luôn. 20.000. Đây em thử cho các bác cái con bóng 3 màu này. Đấy, xoáy vào cho em này. Đó. Sau đó thì các bác tắt đi bật lên này. Đấy, một nó sẽ là màu trắng này. Đấy, đầu tiên thì nó sẽ là màu trắng này. Màu trắng này. Đấy, sau đó là màu vàng này, màu trắng đây, màu vàng này và trung tính này. Đấy, nó có 3 màu như này. Đấy, giá chỉ có 20.000 thôi. 20.000 cho một con bóng 3 màu như này. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng led nhá, bằng led. Đó. Tiếp theo thì nó còn là con bóng 3W 10.000 nhá. Con bóng 3W như này. Các bác có thể để các cái khu vực nào mà mình cần phải chiếu sáng liên tục nhưng mà cần độ sáng vừa phải để tiết kiệm điện. Đấy, ngoài cổng, ngoài cửa, các khu vực mà lúc nào cũng cần phải có ánh sáng nhưng mà chỉ cần là sáng vừa phải thôi. 3W giá chỉ có 10.000 thôi. Bóng 3W 10.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là một con bóng xoay nhá. Con bóng xoay này thì sẽ bao gồm cho các bác là cả bóng cả đuôi luôn. Cái đèn xoay này bao nhiêu đấy? Phương ơi, cái đèn xoay bao nhiêu? Đây, nó sẽ là một con đèn xoay như này, bao gồm cả đèn cả đuôi luôn. Đấy, bật lên là nó sẽ xoay nhá các bác nhá. Đó. Bật lên là nó sẽ xoay. Đấy, nó sẽ xoay rất là đẹp luôn các bác. Đó. Đây các bác này, nó sẽ xoay như này các bác này. Đấy, nó sẽ xoay rất là đẹp như này các bác này. Đó, thì các bác có thể để trong phòng khách, phòng ngủ này, phòng ăn này, để co trang trí này. Đấy, hoặc ngoài sân vườn cũng rất là đẹp luôn. Đó. Giá sẽ là 50.000 cho một cái bộ đèn xoay như này nhá. Đấy, lên cho em là đèn xoay, giá sẽ là 50k. Đấy. Bao gồm cho các bác cả đèn cả đuôi luôn, cả đèn cả đuôi luôn. Combo như này giá sẽ là 50.000 nhá. Giá thanh lý cực kỳ tốt luôn. 50k cho một cái bộ đèn xoay như này, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái máy xay tỏi ớt, giá sẽ là 70.000 nhá. Đấy. Bao gồm cho các bác là một thân máy này, một cái bộ lưỡi kép bao gồm là 3 lưỡi như này. Đấy, một bộ lưỡi kép bao gồm 3 lưỡi như này, lắp vào đây cho em. Đó.
Đấy, thì các bác dùng để mình xay tỏi, xay ớt, xay tiêu, xay các loại hạt đều ok hết nhá. Đó, lên theo là máy xay tỏi ớt, giá sẽ là 70.000 nhá. Con này thì giá cực kỳ hợp lý cho các bác luôn, để các bác xay tỏi, xay ớt, xay tiêu. Đây, 70.000, máy xay tỏi ớt 70.000. Đó, rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh thì yêu quý em thì cho em xin một nút like nhá. Cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc chủ đơn nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc là không nhận hàng các bác nhé. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu. Đấy, xin nhắc lại là các bác yêu quý em thì cho em xin một nút like nhé, cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh, và bác nào chưa đăng ký kênh thì nhấn đăng ký kênh, và bác nào chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác ba cái mẫu thắt lưng dù, thì nó sẽ có tên như sau: thắt lưng đại bàng, thắt lưng dép và thắt lưng lỗ. Đấy, tất cả đều được làm từ sợi dù nhá, đều được làm từ sợi dù. Bền thì vĩnh cửu luôn, bền thì vĩnh cửu luôn. Đó, bền thì vĩnh cửu luôn các bác nhá. Và cái độ dài thì nó cũng na ná như nhau thôi. Nó sẽ vào khoảng từ 1m1 đến 1m2. Từ 1m1 đến 1m2 nhá. Đây, đấy. Cái con thắt lưng lỗ này thì nó dài hơn, chắc là nó vào khoảng 1m2. Còn hai con thắt lưng đại bàng và thắt lưng dép này thì nó sẽ là 1m1 nhá. Con lỗ này thì nó có dập sẵn lỗ cho các bác đây rồi, và rất nhiều lỗ luôn. Rất nhiều lỗ nhá, rất nhiều lỗ thì các bác cứ thích dùng lỗ nào thì mình cho vào thôi. Còn hai con này thì nó sẽ là lẫy sập nhá, hai con lẫy sập. Đó, hàng thì đều là hàng của Mỹ hết này, USA này, hàng của Mỹ. Các bác yên tâm sử dụng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn nhá. Giá rất là tốt cho các bác luôn. Đó đây, sập vào thì em là xong này. Đấy, rất là ngon lành luôn. Đó. Các bác lên cho em là thắt lưng lỗ này, 70.000 này. Cái thắt lưng đại bàng. Thắt lưng đại bàng này, 120 này, với cái dù thắt lưng dù 80, rồi ok nhá. Thắt lưng dù 80k. Đó, thì bên em có 3 mẫu như vậy. Giá nó sẽ như này các bác nhá. Đấy, giá sẽ như này. Thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Con đại bàng này là đắt nhất này, 120.000 này. Đấy, còn con thắt lưng dép này thì sẽ là 80.000 này. Còn con thắt lưng lỗ này thì sẽ là 70.000. 70.000 cho con thắt lưng lỗ như này. Đó, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chai xịt nhà tắm, nhà vệ sinh nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng dung xịt xịt như này các bạn này. Đấy, các bạn thấy chưa? Nó là dạng kem như này và hương chanh rất là thơm luôn. Các bác xịt ra thì nó sẽ là đánh tan các cái mảng đám, rồi nói chung là dầu mỡ. Giá thì sẽ là 40k nhá. 40k lên cho em là xịt nhà tắm, nhà vệ sinh, 40.000 các bác nhá. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái chổi các bác này. Đấy. Đây nó sẽ là một cái chổi để các bác lau bàn bếp nhá, lau bàn bếp ga, rồi lau cửa kính, cái thứ rất là ok. Sẽ có cho các bác là một cái miếng dán ở đây, một miếng dán ở đây các bác nhá. Đó. Một cái miếng dán ở đây. Đấy, thì các bác chỉ cần là lắp vào đây cho em này. Đấy, sập vào đây cho em. Sập vào đây này. Đấy, ở đây nó có lẫy sập này các bác, sập vào đây cho em này. Đấy, sau đó thì khi mình rửa thì mình kéo này cho em. Đấy, kéo này mình lại thả ra. Đó. Lên cho em là chổi lau bàn bếp nhá. Chổi lau bàn bếp rất tiện ích luôn. Đấy. Các bác có thể dùng để mình lau này, kỳ cọ này. Đấy, rất là tiện ích cho các bác luôn. Đấy. Và khá là vừa vặn để cho các bác là sử dụng nhá, rất hợp lý luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 40k thôi, 40.000. Lên cho em là chổi lau bàn bếp nhá, giá sẽ là 40k. Chổi lau bàn bếp này. Chổi lau bàn bếp. Giá sẽ là 40k nhá, 40k. Các bác yêu quý em thì đừng quên cho em xin một nút like nhá, một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con đèn thóc nhá. Đấy, đèn thóc đây. Đấy. Một con đèn thóc như này, hàng thì cực kỳ chất lượng và giá thì chỉ có 60.000 trong con đèn thóc này thôi, siêu sáng luôn nhá. Nó sẽ có 3 chế độ, sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu này. Đây, dài khoảng là 20 đến 25 cm. Đây là báo pin luôn cho các bác này. Đấy, rất sáng nhá. Đây em sẽ dọi cho các bác xem này. Đây. Đấy, đây kho em này, các bác thấy không? Ban ngày mà đèn còn dọi như này. Đấy, các bác thấy chưa? Pha nó dọi rất là xa và sáng luôn nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn thóc nhá. Giá cực ưu đãi cho bác luôn, chỉ có 60 cành trong con đèn như này thôi. Đấy, bên trong của nó sẽ là pin 16850 cực kỳ bền bỉ và chắc chắn luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn thóc, giá sẽ là 60.000 nhá. Đèn thóc giá sẽ là 60k cho một con đèn thóc như này, 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn năng lượng mặt trời cột nhá. Đấy, năng lượng mặt trời cột. Con này thì giá của nó sẽ là, con đèn năng lượng này là bao nhiêu đấy? Con này thì chiều dài của nó thì vào khoảng là 1 này, 2. Nguyên cái tấm pin con này bao nhiêu? Nguyên cái tấm pin này của nó là 50 cm nhá, dài khoảng 50 cm rồi. Đấy, còn là tính cả đai này thì nó sẽ là vào khoảng 60 cm.
giá sẽ là 590k nhá, 590.000 bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Lên cho em là đèn năng lượng mặt trời nhá. Đây các bạn này, đấy rất sáng luôn. Dập anh đi cầu giao. Đấy rất sáng luôn các bạn này. Đó. Dập cầu giao. Đấy dòng này nó sẽ là dòng cảm biến nhá, rất là sáng luôn. Đó đây các bạn này, đây. Các bạn thấy chưa? Đây. Test cho các bác xem luôn, trực quan sinh động nhá. Đấy các bạn thấy chưa? Đây. Cả một không gian này của em là hàng trăm mét vuông mà nó rất là sáng luôn các bạn nhá, rất là sáng luôn. Thì các bác chiếu vào cái không gian sân vườn thì rất là hợp lý các bạn này. Rất hợp lý luôn. Nó sẽ có cho các bác một tấm pin năng lượng mặt trời như này và hệ 6 đèn led như này. Đây, rất sáng luôn. Rồi. Đấy, sáng khủng khiếp luôn các bác nhá, sáng khủng khiếp luôn. Đó. Và nó là dòng cảm biến nhá, dòng cảm biến. Đấy, ban ngày thì nó sẽ tự tắt và ban đêm thì nó sẽ sáng và nó sẽ kèm cho các bác là đai điếc các thứ đàng hoàng nhá. Có đai vít các thứ đàng hoàng. Đây. Có đai bắt được đàng hoàng các bác này. Đấy. Có đai rồi có cả điều khiển luôn các bác này. Có cả điều khiển luôn. Có cả điều khiển tắt bật luôn các bác này. Đấy. Có cả điều khiển tắt bật về nhà các bác lắp pin vào đây là đai để bắt vít này. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 590.000 thôi, 590.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái mã quạt. Các bác lên cho em đó là quạt tích điện nhá, quạt tích điện này. Đấy. Hàng của thương hiệu Makita như này. Rất chất lượng cho bác luôn. Đấy. Chạy cực kỳ là khỏe các bác nhá. Đấy. Nó sẽ có hai số các bác nhá. Hai số, số 1 và số 2. Hàng của thương hiệu Makita. Đấy, rất là ngon lành cho bác luôn. Có thể ngoắt nghéo được như này, dùng thì rất là đã này. Thời gian liên tục của nó có thể là mát được từ 5 đến 10 tiếng. Thì các bác tha hồ thoải mái cứ sạc pin vào là dùng cho em. Đấy, sạc pin vào là dùng các bác, rất chất lượng luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là quạt tích điện nhá. Đề phòng mùa hè mất điện này, hoặc là nói chung là đa di năng luôn, rất là tiện. Đấy, nhà có trẻ nhỏ cái thứ này. Mạnh lắm. Đây. Các bác nghe cái tiếng gió nó chém nó thấy đã rồi. Đường kính của cái giọ này thì vào khoảng là 25 cm. Đấy. Và có sẵn cho các bác một quạt một pin như này nhá, một quạt một pin như này. Đó, thì các bác về cái thế là mình dùng thôi, rất là tiện luôn. Nên mã giúp chị em đó là quạt tích điện nhá, quạt tích điện. Một quạt một pin, kèm cho các bác là một quạt một pin và một cái cáp sạc luôn. Đấy, một đốc sạc như này luôn nhá, một đốc sạc như này luôn. Đấy, một đốc sạc như này luôn. Hàng thương hiệu Makita, made in Japan nhá, made in Japan. Đó, các bác thấy chưa? Makita made in Japan này. Tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Đấy, cả kèm cả đế sạc như này luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là đi lên mã giúp cho em đó là cái này là quạt tích điện à. Lên cho em là quạt tích điện 380k nhá. 380.000 cho con quạt tích điện như này. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là cái thắt lưng cá sấu hộp nhá. Đấy 140.000 thôi, 140.000. Sẽ bao gồm cho các bác là một cái dây thắt lưng cá sấu rất là đẹp như này các bác này. Đấy. Dây thắt lưng cá sấu đẹp như này. Đó. Màu của nó sẽ là màu nâu như này. Đấy, màu nâu rất là đẹp như này. Và ưu điểm của con này có cho các bác là hai cái mặt cá sấu rất là đẹp luôn. Hai mặt cá sấu này, hai cái mặt cá sấu tuyệt vời như này. Các bác có thể dùng để mình thay tháo mình sử dụng dần năm này qua năm khác nhá. Đấy, rất là ăn khớp luôn, rất ăn khớp luôn. Tông màu tông miếc rất đẹp luôn các bác này. Đó, đây. Các bác thấy chưa? Đó. Chất da siêu mềm luôn. Hàng đựng trong cái hộp xịn sò như này. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà thôi rồi luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là cá sấu hộp nhá, cá sấu hộp. Khóa kiếc của nó thì cực kỳ là ngon rồi. Khóa kiếc thì không thể chê vào đâu được các bác này. Đây. Khóa của nó này, các bác nghe tiếng kêu là biết rồi. Đây. Đấy. Khóa của nó đây. Rất là ngon luôn các bác nhá. Đó, rất là ngon luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ bình dân luôn. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng cá sấu hộp nhá. Giá chỉ có 140.000 thôi. 140.000 cho một cái bộ thắt lưng cá sấu hộp như này. Đấy, rất là đẹp luôn. Chất da thì siêu mềm mại, đựng trong một cái hộp da luôn. Đựng trong một cái hộp da bóng đẹp như này các bác này. Đấy, một cái hộp da xịn sò như này. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà, rất là ok nhá. Lên cho em là cá sấu hộp, giá sẽ là 140.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ dao vỉ dao 12 con nhá, một vỉ dao gọt hoa quả như này 12 con. Một vỉ như này 12 con nhá, giá sẽ là 40k. Đó, 40k lên cho em là vỉ dao nhá. Vỉ dao 12 con, vỉ dao 12 con, giá sẽ là 40.000. Vỉ dao 12 con, giá sẽ là 40.000 các bác nhá. 40.000 cho vỉ dao 12 con như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình 20 nhá, bình 20. Đấy. Bình 20 dung tích của nó là 2 lít, giá sẽ là 80k nhá. 80.000 cho con bình 20 như này. Đấy, lên cho em là bình 20, dung tích của nó là 2 lít, giá thì chỉ có 80k thôi. 2 lít cả vỏ inox 304 dùng chuyên để đựng nước lọc, nước uống, đồ nước lạnh cho em. Giá rất là hợp lý cho các bác luôn, giá cực kỳ hạt rẻ và hợp lý cho các bác luôn. Đó, giá rất hợp lý. Rồi lên mã giúp cho em đó là bình 20. Rồi ok. Cô
Hello các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like nhé, cho em xin một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng thì từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi, nên là các bác cứ yên tâm mua từ 200.000 trở lên là bên em đã bao ship các bác nhá. Đấy. Bên shop về cho bác một cái mẫu, đó là cái chổi lau nhà, các bác lên cho em đó là chổi các bác lên mã giúp cho em là thùng lau nhà nhé. Con này thì giá của nó sẽ là 250.000. Đấy, hàng này về giày dẫn chắc chắn hơn, hàng của công ty, giày dẫn chắc chắn lắm các bác. Đấy, có thể đẩy đi đẩy lại như này và có quai sách như này nhá. 250.000 là bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Lên cho em đó là thùng lau nhà nhá, thùng lau nhà giá của nó sẽ là 250.000. Đấy, rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Ở đây khi các bác nhận hàng thì các bác sẽ được nhận được hai cái miếng lau như này nhá, hai miếng lau, một cái miếng lau bông mịn như này và một cái miếng lau siêu thấm nước như này các bác này. Đấy, tiếp theo là cái phần lắp này. Lắp ráp thì các bác cứ lắp vào như bình thường thôi. Nói chung là cái này thì nó cũng đơn giản thôi. Lắp ráp cái này thì ai cũng biết lắp rồi. Đấy, ai cũng biết lắp rồi, nó rất là đơn giản, nó không có cái gì là phức tạp cả. Đấy, đây là cái bộ lắp của nó này. Chiều dài của nó thì vào khoảng là từ 2 mét chiều dài của nó thì khoảng từ 1m3 đến 1m tầm 1m3 đến 1m1 đến 1m3 thì đấy các bác nhá. Đấy, các bác lắp cái này vào đây cho em. Cái này thì các bác xả ra này. Đấy. Đây thì nó sẽ dài như này, con này là khá dài luôn. Nó sẽ là tầm khoảng 1m tầm khoảng 1m 2m3 rồi. Đấy, các bác lắp cái này vào cho em. Đó. Và mình ấn cái này lên này. Sau đó thì mình lắp thêm cái này vào này. Đấy, lắp cái này vào. Đó. Thì lưu ý các bác là các bác mà muốn vắt nó dễ vắt thì nó phải có xà bông. Đấy, nó phải có xà bông nhá. Đấy, đây các bác ấn cái này vào cho em, ấn cái này vào. Đó, ấn cái này vào cho em là xong. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 230.000 thôi. À 200 xin lỗi các bác là 250.000. Đây. Khi các bác lau thì các bác vắt thì các bác xả cái này xuống cho em này. Đấy, đây. Vắt rất là ngon luôn các bác nhá. Vắt rất là ngon luôn, các bác theo. Đây. Đấy, vắt rất là ngon luôn. Đó, đây. Vắt rất là ngon luôn các bác theo. Con này dùng cực kỳ là đã luôn, hàng dày dẫn chắc chắn nhá. Hàng dày dẫn chắc chắn ngon lành luôn. Lại được tặng kèm thêm một cái miếng bông nữa. Tặng kèm thêm một cái miếng bông nữa các bác này. Rất ngon lành luôn các bác nhá. Đó. Các bác cho nước, cho xà bông các kiểu đã con là điều vào cho em. Lên mã giúp cho em đó là thùng lau nhà nhá, thùng lau nhà. Giá sẽ là 250.000. Hàng lô này về thì nó khá là dày dẫn chắc chắn nên là cái giá nó sẽ cao hơn một chút các bác nhá. Và nó cũng rất là gọn gàng luôn, rất gọn gàng các bạn. Đấy, rất gọn. Em có thể tháo ra để hết vào trong này được, rất là ok cho các bác nhá. Giá thì rất hợp lý rồi. Chỉ có cho các bác là 250.000 thôi. Đã bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đây, rất gọn gàng các bạn. Đấy, 250.000. Bên em bao ship tận nhà cho các bác luôn. Đấy. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm, đó là cái mã hàng mới tiếp tục của shop, đó là súng bắn keo nến nhá, súng bắn keo nến như này. Đấy. Con này thì nó sẽ là sử dụng điện 220V, điện 220V. Đấy, từ 100 đến 240V, công suất của nó sẽ là 20W nhá. 20W như này. Thì ở đây nó sẽ có cho các bác một cái lẫy này. Có một cái lẫy này các bác này. Đấy. Có cái lẫy này để các bác lắp vào đây để mình để nhá. Đấy, để mình để như này. Đấy, mình để như này. Đó, nó rất tiện ích luôn nhá. Đó. Thì dây cáp của nó đây. Con này thì sử dụng 20W và điện từ 100 đến 240V. Nên là các bác dùng điện nào cũng ok thôi. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý thôi. Lên mã giúp cho em đó là súng keo nến nhá. Súng keo nến. Giá sẽ là 40.000 cho một cái súng keo nến như này thôi. Giá chỉ có 40k thôi. Lên mã giúp cho em là súng bắn keo nến, giá sẽ là 40k nhá. Lên cho em là súng bắn keo nến này. Giá sẽ là 40k, 40k cho một cái súng keo nến như này. Giá sẽ là 40.000 các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm mới, đó là cái mic không dây nhá. Đấy, mic karaoke không dây. Đấy, các bác lên cho em là mic karaoke không dây. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, chỉ có 90.000 cho con mic karaoke không dây này thôi. Nó sẽ có sẵn pin các bác rồi, các bác chỉ cần là bật lên cho em này. Đấy, bật lên là mình có thể sử dụng được rồi các bác nhá. Đấy, có nút nguồn ở đây này. Các bác bật nguồn lên. Đó, bật nguồn lên là mình sử dụng thôi. Nó rất là tiện nhá. Thì các bác có thể mang đi để đi du lịch, để đi chơi này, hoặc là nói chung là đa di năng luôn.
alo, 1, 2, 3, 4, alo, alo, alo. Đó, thì cái chất âm của nó rất là hay, đầm, đầm ấm và vang. Thì các bác có thể bắt Bluetooth vào đây, thì mình vừa là nghe nhạc cũng được, vừa nghe nhạc hoặc là vừa nghe nhạc vừa hát karaoke rất là hay luôn. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo, alo, alo. Đó, nó cũng khá là to luôn nhá. Đấy, có tăng giảm âm lượng ở đây này. Alo, alo, đó. Đầy đủ các chức năng cho các bác luôn. Đó. Alo, 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 1, 2, 3, 4, alo. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 thôi. 90.000 cho một con mic như này. Thì con này các bác có thể cắm thẻ nhớ để nghe nhạc này, cắm loa jack 3.5 này, cắm USB này. Nói chung là hàng đa chức năng luôn, đa chức năng cho các bác luôn. Vừa là loa Bluetooth, vừa là để nghe nhạc này. Nói chung là đa di năng luôn nhá. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là đi 90k thôi. Đấy, lên mã giúp cho em đó là... Đấy, cái này là các bác tắt nguồn đi cho em. Đấy, giữ cái nút, giữ lì cái nút nguồn này cho nó tắt đi cho em này. Đấy, tắt đi cho em, đó. Lên mã giúp cho em đó là... Các bác lên cho em đó là mic karaoke không dây nhá. Đó, mic karaoke không dây. Giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho một con mic karaoke không dây như này. Giá sẽ là 90.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các mã sản phẩm đó là cái con máy tăng đơ của thương hiệu Philips nhá. Đấy, tăng đơ cắt tóc hàng của Philips chính hãng luôn. Giá sẽ là 170k nhá. 170k. Đấy. Lên mã cho em là tăng đơ Philips, giá sẽ là 170.000. Hàng của hãng cực kỳ chất cho các bác luôn. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là combo là một tăng đơ này, một bộ cữ này, một bộ cữ là bao gồm là bốn cữ này, một bộ bao gồm bốn cữ. Tức là các bác có thể lắp đảo chiều đi, bên này thì sẽ là 12, bên này là 6 này. Đấy, và bên này là 6 và 3 này. Đấy, nôm na nó là hai chiều khác nhau. Đấy, một cái củ sạc cực kỳ khủng luôn. Hàng của hãng nặng chỉ trịch luôn nhá. Đó, hàng Philips chính hãng, rất nặng luôn. Và nhân vật chính của chúng ta đó là em máy đây. Đấy, một em máy như này, hàng của thương hiệu Philips này, dùng thì cực kỳ là ngon luôn. Ưu điểm của dòng này thì pin trâu, dùng bền, chắc chắn và chạy rất là đầm các bạn, chạy rất là đầm và không ăn da nhé, không ăn da. Đây các bạn này, đấy, không ăn da thì các bác dùng cho người già trẻ em rất là ok luôn. Đó, người già trẻ em rất là ok. Đây là cái cữ của nó này, cữ này thì các bác chỉ cần là đẩy cái cữ này vào cho em là xong này. Đó, đây, đây nó sẽ có cái phần để các bác lắp đi. Đấy, về nhà các bác ngâm cứu các bác lắp cái cữ vào cho em. Đấy, lắp vào đây. Lắp vào đâu đấy cho nó phù hợp nhá. Đây. Đây nó sẽ có cái phần đẩy đấy, các bác ấn vào đây cho em này. Đấy. Ấn vào đây là nó sẽ đẩy cái cữ này vào này. Đấy, nó có cái, đây nó có cái cá ở đây. Đây nó có hai cái cá này các bác này. Đấy. Thế này thì đấy. Về nhà các bác ngâm cứu các bác lắp vào cho em. Đấy. Đây. Cái cá này của nó thì khá là chặt nhé. Cho nên khi các bác nhét thì căng tay một chút hoặc là các bác đẩy cái này ra này. Đấy. Đẩy cái này ra căng tay một chút cho em thì nó mới vào được. Đây nó có hai cái cá đây. Các bác chỉ cần lắp vào cho em theo đúng cái cá này là xong. Đó, nó khá là chặt đấy. Khá là chặt thì các bác đặt một bên vào trước này, sau đó thì bên này các bác nhấn mạnh vào cho em, nhấn mạnh vào cho nó ăn vào cái cá này. Đấy, thì nó mới ăn các bác này. Đấy. Và nó sẽ các bác cắt bình thường như này. Đấy, cắt bình thường như này. Còn khi nào các bác muốn đổi cữ thì nó sẽ là 612 đây, 612 đây. Đấy thì các bác lại đảo chiều đi cho em. Đấy, một bên là 612, một bên là 69 này. Đấy, nôm na nó là như thế thì các bác cứ đảo chiều đi. Đấy, bảo chưa? Hàng của thương hiệu Philips này, chính hãng luôn nhá. Chính hãng luôn, rất là ngon. Giá sẽ là 170.000. Lên mã giúp cho em đó là tăng đơ Philips nhá. Tăng đơ Philips. Giá sẽ là 170.000. 170k cho một cái bộ tăng đơ Philips như này, 170k. Combo đầy đủ cho bác luôn. Đấy, tăng đơ cáp sạc rồi dầu tra, dầu giếc rồi cữ kiếc đầy đủ nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái súng các bác lên mã giúp em đó là súng rửa xe nhá, súng rửa xe 150.000. Đấy, bên em bán là chỉ có nguyên súng này thôi nhá, chứ không có dây dợ gì đâu. Nhiều bác lại hiểu lầm, lại tưởng là có dây dợ gì thì không có đâu nhá, các bác xem kỹ cho em. Đấy, và cái đây là những cái đầu để các bác điều chỉnh nước này. Đấy, xoáy ở đây. Lên cho em là súng rửa xe nhá. Giá sẽ là 150.000 cho một con súng rửa xe như này. Hàng của hãng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, đầy đủ các cái đầu để lẫy lắp các cứ đầy đủ cho các bác luôn. Lên cho em là súng rửa xe. Giá sẽ là 150k. Tiếp theo thì tiếp xúc về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái
các bác lên mã giúp chị em, đó là cái kẹo chuột nhá, kẹo chuột. Thì con này bên shop bán cho các bác với giá đó là 30.000 cho một hộp như này, 30.000 cho một hộp kẹo chuột như này. Đấy, con này thì chuột nó ăn vào là nó sẽ rủ cả đàn lên ăn và chết cả đàn luôn. Đó, lên theo là kẹo chuột nhá. Kẹo chuột giá sẽ là 30.000 một hộp này. Đấy. Tiếp theo thì nó sẽ là cái tựa lưng. Con này thì giá của nó sẽ là 50.000 cho con tựa lưng như này. Thì khi các bác tựa vào thì nó sẽ giúp cho các bác là chống đau mỏi vai gáy, đau dây thần kinh, đau thắt lưng. Đây, nó sẽ có cho các bác là một cái tờ giấy hướng dẫn này các bác này. Đấy. Đây là cái tờ giấy hướng dẫn này. Đấy. Về nhà thì các bác lắp lên cho em, sau đó thì mình có thể là tựa lưng này, nằm này. Đấy, nằm ngồi quỳ tựa như này. Đấy. Giá sẽ là 50k nhá, 50k. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái đồng hồ thông minh này. Đấy, đồng hồ thông minh. Các bác lên cho em là đồng hồ T8 nhá. Con này thì nó giúp cho các bác khá là nhiều chức năng luôn. Đấy. Đo nhịp tim, đo huyết áp các thứ, nói chung là đầy đủ nhá. Đo nhịp tim, đo huyết áp, xem giờ luôn. Giá sẽ là thân của nó thì bằng thép hết nhá. Giá thì sẽ là 170.000, 170.000. Tiếp theo thì đồng hồ LED này. Đồng hồ LED này thì giá sẽ là 140.000 nhá. 140.000 cho cái đồng hồ LED đúng như trên hình như này luôn. Đây. Đấy, 140.000 cho một con đồng hồ LED như này. Đây. Đấy, con này thì giá sẽ là 140k nhá, 140.000. Số nó hiển thị như trên hình như này nhá. Về nhà các bác cắm cái cáp này vào xem này. Đây nó có cái cáp này. Các bác cắm vào cái USB nhà mình ấy nhá. Đấy. 140.000 cho một con đồng hồ LED như này. Tiếp theo thì nó sẽ là một con máy vít chạy bằng pin nhá, máy vít chạy bằng pin này. Đấy. Con này thì giá cực tốt cho bác luôn. Đợt này về cho bác giá chỉ còn cho các bác là đi đây. Đấy. Con này thì em đang bán 110.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 100k thôi. 100k cho con máy vít chạy bằng pin như này các bác này. Đấy, 100.000. Đây. Đấy, dùng rất là ngon luôn các bác này. Đấy. Đó theo. Đấy. Chạy rất là khỏe. Rất khỏe luôn các bạn. Đấy, chạy rất khỏe luôn. Giá thì sẽ là 100.000 cho con máy vít chạy pin như này nhá. 100.000 thôi. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái hộp gen co nhiệt này. Một hộp này 328 đầu. Giá thì sẽ về cho bác giá tốt hơn một chút, 40.000 nhá. 40.000 cho một hộp gen co nhiệt như này thôi, 40.000. Đó, giá cực kỳ là hạt rẻ cho các bác luôn, 40k. Tiếp theo thì nó sẽ là cái thuốc dán nhá. Đấy, thuốc diệt kiến dán này. Thuốc diệt kiến dán như này. Đấy thì cái này thì chuyên về dán nhá. Đấy, nó sẽ là dạng viên như này. Dạng viên như này các bác này. Viên này thì về nhà các bác bỏ vào trong cái khu vực như là đây. Viên của nó đây. Các bác bỏ vào trong cái khu vực như là tủ bếp này, rồi quần áo các thứ là nó sẽ diệt được hết luôn. Kiến mẹ, dán mẹ, dán con, rồi là dán tổ đi hết luôn. Giá thì sẽ là 50k cho một hộp như này, 12 viên. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mã rất là mới, đó là cái môi xúc đá nhá. Cái này thì hàng bằng inox 304 này. Rất đẹp, rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Cái này thì các bác có thể dùng để mình để vào bát này, mình xúc đá này, hoặc là xúc gạo này, xúc thực phẩm, thức ăn này, rồi đỗ lạc này, nói chung là đa di năng luôn. Nhưng mà bên em gọi nó sẽ là môi xúc đá nhá, môi xúc đá. Giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k cho một con môi xúc đá như này. Đấy. Lên cho em là môi xúc đá, môi xúc đá nhá. Đấy, xúc đá lạnh ấy. Môi xúc đá lạnh ấy, đấy, đá viên ấy. Giá sẽ là 50.000, có quai đeo đàng hoàng. Chiều dài của nó thì vào khoảng 20cm nhé, dài khoảng 20cm. Phần ngang của nó thì vào khoảng là 8cm và phần cái môi này của nó thì vào khoảng là 10cm nhé. Rất là xinh luôn, rất xinh. Các bác có thể dùng để xúc đá này, đỗ này, lạc này, gạo này. Nói chung là đa di năng, xúc cái gì cũng được, nó rất là tiện. Và xúc xong mình đổ ra này nó rất là trơn nhé. Đấy, lên cho em là môi xúc đá, giá sẽ là 50.000 nhé, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái đồng hồ đo vôn nhá, đồng hồ đo vôn. Đấy. Cầm cho anh cái đồng hồ to ra đây. Đấy thì con này các bác dùng để mình đo vôn rồi đo ampere kế các thứ rất là ok luôn. Đấy các bác cắm vào đây cho em. Cắm vào đây cho em này. Đấy, sau đó thì các bác bật lên. Bật lên mình có thể đo. Đấy, đo vôn, đo ampere kế. Thì bên shop có hai mẫu nhá. Đấy thì các bác lên cho em là đồng hồ này thì các bác lên cho em là đồng hồ đo vôn nhá, đo vôn, đồng hồ đo vôn. Vôn kế, đồng hồ vôn kế. Giá thì nó sẽ là 90k nhá, 90k cho một con đồng hồ đo vôn kế như này. Đồng hồ đo vôn kế như này sẽ là 90.000. Ngoài ra thì có một cái mẫu loại to, con này thì nó sẽ có cả kìm luôn, có cả kìm như này. 230.000 bên em bao ship đến tận nhà. Con này nó cũng chạy bằng pin và nó sẽ có kìm rồi dây đo các thứ đầy đủ luôn. Con này thì giá nó sẽ cao hơn một chút là 230.000. Đây. Đấy, về nhà các bác lắp pin vào cho em và nó có cả kìm kẹp dòng luôn.
thì các bác lên cho em là đồng hồ kim nhá, đồng hồ kim kẹp dòng, giá sẽ là 230.000 cho con đồng hồ kim kẹp dòng như này. Đấy, 230.000, con này là 230k nhá. Còn con này thì giá sẽ là 190.000, 90.000 cho một con đồng hồ vôn kế như này nhá. Đấy. Các bác lên cho em là đồng hồ vôn kế nhá, đồng hồ vôn kế giá sẽ là 90k. Đó. Đây. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ vôn kế nhá. Đồng hồ vôn kế này. Đồng hồ vôn kế giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho con đồng hồ vôn kế như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vòng vàng điều hòa huyết áp này. Con này giá chỉ có bao nhiêu nhỉ? 40.000 những cái vòng vàng điều hòa huyết áp này thôi. Giá sẽ là 40k nhá, 40k. Đấy, đây nó sẽ là một cái vòng vừa là trang sức cho các bác điều hòa huyết áp luôn. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái vỉ bàn chải của Nhật. Con này thì chuyên trị chống viêm niếu, viêm lợi, chảy máu chân răng. Giá thì sẽ là giá tri ân khách hàng 25k cho một vỉ, bao gồm 1 2 3 4 5 6. 6 cái tính ra vào hơn 4.000 cho một chiếc bàn chải. Mà hàng của Nhật mà chuyên trị chống viêm niếu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng. Thế nên các bác nào mà chuyên đau lợi, viêm lợi thì dùng con này cho em. Giá là 25.000. Tiếp theo là một mã tri ân nữa, đó là nước hoa khách sạn này. Một lọ nước hoa như này giá chỉ có 30 cành thôi. Các bác về các bác để vào trong nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, phòng ăn, phòng ngủ đều được hết. Nó sẽ có cho các bác cái bấc như này, những cái bấc như này. Các bác cắm vào cho em, cắm vào để nó dẫn hương thơm lên. Đó. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Con này thì bên Nhật nó chuyên để trong các nhà hàng khách sạn. Giá thì chỉ có 30 cành thôi. Lên mã giúp cho em đó là nước hoa khách sạn, giá sẽ là 30.000 cho một lọ như này, 30.000 một lọ này. Các bác mua cho em là từ 3-5 lọ mình để trong nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet luôn. Đèn cúc áo này, giá thanh lý cho các bác cực kỳ hạt rẻ luôn. Một con đèn cúc áo như này, giá thanh lý cho các bác chỉ có là 30.000 thôi. 30.000 cho con đèn cúc áo như này. Hàng siêu sáng luôn. Sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu này. Đấy, vừa các bác có thể treo vào móc khóa này. Treo vào móc khóa cho em. Đấy, rất sáng luôn, sáng trắng luôn. Vừa treo móc khóa, vừa có chức năng khui bia này, vừa có cáp sạc, vừa có nam châm hít này. Nói chung là đa di năng luôn. Con này thì bên em bán gọi là bán tri ân thôi chứ còn không có lãi là gì đâu nhá. Đèn cúc áo giá sẽ là 30.000. Tiếp theo nữa đó là cái đèn 4 cánh như này. Đấy, một cái bóng đèn 4 cánh mini như này. Giá thì chỉ có cho các bác là đi bao nhiêu nhỉ? 40.000 thôi, 40k nhá. Bóng đèn 4 cánh mini giá sẽ là 40k. Hàng siêu sáng luôn. Công suất của nó là 28W nhá. 28W mà cảm giác phải sáng như kiểu là 560W luôn. Cảm giác mà sáng như kiểu 560W luôn, rất sáng, 40.000. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái hũ tăm này. Đấy, hũ tăm. Rất đẹp luôn các bạn. Đấy, các bác lên cho em đó là hũ tăm bầu nhá, hũ tăm bầu. Đấy, nó sẽ là hình quả bầu quả bí như này. Đấy, hình quả bầu quả bí như này rất là đẹp luôn. Đó. Hũ tăm bầu. Nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu đồng và màu đồng và màu vàng như này. Đấy, rất đẹp luôn các bạn. Đấy. Màu đồng và màu vàng rất đẹp như này các bạn này. Đấy. Lên cho em là hũ tam bầu nhá, hũ tam bầu. Đấy, màu đồng và màu vàng rất là đẹp luôn. Đó, các bác chỉ cần nhấn như này là tam nó sẽ lên này. Nhấn này tam sẽ lên, rồi các bác lại thả ra là nó sẽ xuống. Đấy, các bác dập xuống như này. Lên cho em là hũ tam bầu nhá. Giá thì sẽ là ba lên cho em đó là hũ tam bầu nhá. Hũ tam bầu này. Đấy, hũ tam bầu giá thì chỉ có cho các bác là đi 120 canh thôi. 120.000 cho một hũ tam bầu như này. Đấy, nó sẽ có hai màu. Đấy, các bác lên cho em là tam bầu vàng và tam bầu đồng nhá. Tam bầu vàng và tam bầu đồng. Giá sẽ là 120.000 một chiếc, 120.000 một chiếc. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mã sản phẩm, đó là một cái con đồng hồ như này. Đây, một con đồng hồ rất là đẹp như này các bác. Đồng hồ mini nhỏ gọn rất là đẹp luôn. Con này thì đường kính của nó thì vào khoảng là 20cm thôi, nhưng mà nó rất là đẹp các bạn, rất đẹp, rất nhỏ gọn. Đưa cho anh quả pin nào. Cái này bên em bán là không có pin đâu nhá, không có pin. Về nhà các bác tự lắp pin vào cho em. Đấy, con này khá đẹp. Khá là xinh luôn các bác nhá. Màu sắc kiểu dáng cũng rất là xinh luôn. Và bên em bán thì không có pin đâu. Về nhà các bác tự lắp pin vào cho em thôi. Đấy, tự lắp pin vào cho em nhá. Các bác lắp pin các thứ thì lắp pin đúng chiều cho em. Và đồng hồ này nó là đồng hồ trôi nhá, đồng hồ trôi cho nên các bác dùng nó rất là sướng.
không sợ ban đêm nó ra tiếng động các thứ. Các bác có thể treo ở phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách, nói chung là rất là đẹp. Bằng nhựa thôi, bằng nhựa và nó là kính đấy, kính MK như này. Rất đẹp các bạn, đẹp lắm. Đây, 20 sen nhá, nhỏ 20 sen thôi. Cũng lúc các bác lại bảo là sao lại bé thế nhá. Giá thì cực kỳ là ưu đãi cho các bác luôn. Giá rất ưu đãi quá nhá. Một cái con đồng hồ đẹp như này mà giá chỉ có 75k thôi, 75.000. Đó. Các bác lên cho em là đồng hồ treo tường nhá, đồng hồ treo tường. Đấy, đường kính của nó là 20 sen, giá sẽ là 75k, 75k nhá. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ treo tường này, đồng hồ treo tường. Giá của nó sẽ là 75k. Đó. 75.000 cho một con đồng hồ treo tường như này. Đấy, và nó là thuộc dạng là đồng hồ kim trôi nhá. Đồng hồ kim trôi cho nên là các bác dùng nó rất là thích. Đấy các bác theo. Đây, đồng hồ kim trôi như này. Dùng rất là sướng luôn. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 75.000 thôi. Giá này bên em bán là không có kèm pin đâu nhá. Hàng thì hàng rẻ nhưng mà chất lượng thì cực kỳ tốt luôn và rất chắc chắn. Bên em đang bán một cái máy đồng hồ không như này đã là 40.000 rồi. Đấy, thế mà một con đồng hồ của hãng như này, một con đồng hồ của hãng cực kỳ chất lượng như này mà giá cũng chỉ có cho các bác là 75.000 thôi. Lên treo là đồng hồ treo tường, giá sẽ là 75.000. Rồi, ok. Hello, chào các bác nhá. Các bác xem kênh thì yêu quý em thì cho em xin một nút like nhá. Cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái ổ điện 3 tầng nhá, 123 này. 3 tầng và nó sẽ có cho các bác là bốn mặt, mỗi mặt thì đều có công tắc như này. Đấy. Thì con này vị trí của nó sẽ có là 3 ổ USB, 3 công tắc đóng ngắt và mỗi tầng này thì nó sẽ là một công tắc độc lập như này, dòng anh dây điện. Mỗi tầng một công tắc độc lập nhá, và con này của nó thì nó sẽ có cho các bác là 3 4 12 ổ cắm luôn. Nó sẽ có 12 ổ cắm và nguyên cái dây này của nó thì nó sẽ dài là 2 mét rồi. Dây này là dài 2 mét nhá. Dây to dài 2 mét. Có cho các bác là 3 ổ cắm luôn các bác nhá. 3 ổ cắm một tầng, tổng nó có 12 ổ cắm. Có đèn báo nhá. Đấy, công tắc đóng ngắt có đèn báo và có cả chân USB như này. Con này thì nói chung là dùng thì bao chuẩn luôn các bác nhá. Đấy. Ở đây sẽ có cho các bác là 123 này, 456 này. Tổng nó sẽ có là 12 ổ cắm này, 3 chân USB. Có công tắc đóng ngắt của từng ổ một. Đấy, có quai sách như này, rất là tiện luôn. Đấy, có công tắc đóng ngắt cả bên USB. Dây thì dây lõi to khá là dài nhá. Dây lõi to, dài tầm khoảng 2 mét. Con này thoải mái sử dụng luôn. Lên mã giúp cho em đó là ổ điện 3 tầng nhá. Ổ điện 3 tầng. Giá thì sẽ là công suất của nó là 2500W này. Ổ điện 3 tầng. Ổ điện 3 tầng nhá. Ổ điện 3 tầng. Giá của nó sẽ là 150k. 150.000 cho con ổ điện 3 tầng như này. 150.000 các bác nhá. Đó. Hàng rất chất lượng, giá hợp lý luôn. 150k, 150k cho con ổ điện 3 tầng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dòng điện thoại này. Đầu tiên thì nó sẽ là con điện thoại Nokia 1 SIM. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 160.000. 160.000 cho con điện thoại 1 SIM như này các bác nhá. Đấy. Giá của nó sẽ là 160k một em. Đó. Con này là con 1 SIM. Ngoài ra thì bên shop sẽ có cho các bác là con 2 SIM. Cầm cho anh cả con 3 SIM, 4 SIM này. Thì đầu tiên em sẽ lên cho các bác đó là cái mã điện thoại 1 SIM nhá. 1 SIM sẽ là 160.000, hàng của thương hiệu Nokia này. Đấy, điện thoại 1 SIM. Con này thì nhỏ gọn tiện ích. Các bác có thể dùng pin của nó thì cũng khá là trâu luôn. Các bác có thể dùng để mình điện thoại thì sẽ đầy đủ cho các bác là một điện thoại và một cục sạc và một pin nhá. Một điện thoại, một sạc, một pin như này. Đấy, hàng của thương hiệu Nokia. Đây, Nokia. Bàn phím nổi, dễ sử dụng. Con này thì giá của nó sẽ là 160.000 nhá. Lên theo là điện thoại 1 SIM 160.000 này. 1 SIM 160.000. Tiếp theo là con 2 SIM. 2 SIM thì sẽ là 230.000 nhá. 230.000 cho con điện thoại 2 SIM như này. Con này thì cũng dùng rất là ngon luôn. Đấy. Cũng đầy đủ pin, điện thoại và cáp sạc cho các bác luôn. Con này thì sẽ là 2 SIM. Đây. Đấy. 2 SIM này các bác này. Đó, các bác lắp pin lắp piếc vào cho em nhá. 2 khai SIM nhá. Rất là ngon luôn. Con này thì sẽ là 230.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là điện thoại 2 SIM này. Điện thoại 2 SIM 230.000. Tiếp theo là em có về cho các bác cái con điện thoại 3 SIM nhá. Con 3 SIM này thì sẽ là 260.000 và bên em cũng bao ship luôn. Đó, 3 SIM. Con này thì to đẹp hơn, chất lượng hơn. Đấy, các bác mua con 2 SIM 230 thì thêm lên một tí nữa. Đấy, thêm lên 30.000 nữa. Đấy, dùng con này cho em. Rất chất luôn. Pin của nó có thể liên tục cho em là từ 7 đến 10 ngày nhá. Đấy, dung lượng pin của nó là 2500mAh, sử dụng liên tục từ 7 đến 10 ngày. Và có 3 SIM luôn. Đây, 3 khay SIM, 1 khay thẻ nhớ nhá. 3 khay SIM, 1 khay thẻ nhớ.
đầy đủ các cái linh kiện như này, bảo hành cho bác yên tâm sử dụng luôn. Lên trên là điện thoại 3 sim. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000 nhá. Đấy. Con 2 sim đã là 230 rồi mà con 3 sim có 260 thôi. Thì các bác cân nhắc mua con nào cho hợp lý nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái mài ba khe đỏ nhá. Hàng của thương hiệu Katashiwa Made in Japan này. Lên theo là mài khe ba khe đỏ, giá của nó sẽ là 130k nhá. 130.000 cho con mài ba khe đỏ như này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là mài thô, mài mịn, mài bén này. Đấy, sẽ có ba cái mài như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. 130.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bàn chải tay nhá. Bàn chải tay. Con này thì giá sẽ là 15k một chiếc nhá. 15k cho một chiếc bàn chải tay như này. Con này thì rất là tiện luôn. Các bác dùng để mình đánh rửa chân tay này, kỳ cọ này, rồi là vệ sinh nền sàn nhà, rồi nói chung là giặt quần giặt áo đều ok hết. 15k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đuôi cảm biến hai đầu nhá. Đuôi cảm biến hai đầu như này. Con này thì dùng rất là tiện luôn. Các bác xoáy vào một cái đuôi cũ này. Đây, ở nhà các bác có cái đuôi cũ thì các bác xoáy vào cho em, sau đó thì các bác xoáy quả bóng vào. Đấy, xoáy quả bóng vào. Đấy, nó sẽ là dòng cảm biến. Có người đi đến thì nó sẽ tự sáng và người đi qua nó sẽ tự tắt nhá. Rất tiện luôn, về không phải đấu nối gì cả, chỉ xoáy vào cái đuôi cũ của các bác là xong. Lên mã giúp cho em đó là đuôi cảm biến hai đầu nhá. Đuôi hai đầu này. Đuôi hai đầu. Giá của nó sẽ là 60k nhá. 60.000 thôi. 60.000 cho cái đuôi hai đầu như này, rất tiện luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái hộp 5 mũi khoan tháp này. Đấy. Đây nó sẽ làm cái hộp 5 mũi khoan tháp như này. Thì con này cũng rất là tiện luôn. Đó. Kèm cây lấy dấu nhá. Thép của nó là thép gió phủ titan. Đấy, và kèm cây lấy dấu luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác chỉ có 180.000 cho một cái hộp 5 mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu như này thôi. Đấy, có sẵn cho các bác một cây lấy dấu như này luôn. Rất là tiện. 180k nhá, đây các bác này. Đấy, lấy dấu rất là ngon luôn. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like nhá. Cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đấy, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái chổi lông phớt trần. Con này thì kéo dài được khoảng là 2m7, 2m8 gì đấy nhá. Thì các bác có thể kéo dài ra để mình phớt trần rồi lau các cái vị trí khác cũng rất là ok. Đấy, trên trần, trên điếc, nói chung là con này nó sẽ là một cái dòng rất là đa di năng cho các bác luôn. Đây. Đấy, chiều dài của nó thì rất là nhỏ xinh nha các bác này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cái dạng lông là lông tĩnh điện nhá. Lông tĩnh điện như này. Đây. Đấy, có thể là các bác có thể là gấp như này được này. Đấy. Và các bác có thể xoáy vào đây này, xoáy vào đây cho em. Đấy. Sau đó thì mình kéo dài ra. Con này thì nó sẽ kéo dài ra là được khoảng là đi đây. Đấy. Kéo dài ra được khoảng là 2m8, 2m8 này các bác này. Đấy, khá là dài luôn. Thì các bác có thể dùng để mình phớt trần rồi bụi rồi màng nhện màng nhức rất là ok nhá. Lên cho em là chổi lông phớt trần nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là đi mình gấp vào thì rất là gọn. Giá thì chỉ có cho các bác là 55.000 thôi. 55k cho một cái bộ chổi lông phớt trần như này nhá. 55.000 giá cực hạt rẻ cho các bác luôn. 55.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái táo khô của Nhật nhá. Táo khô của Nhật như này. Đây. Hạt to đều đẹp, quả to đều đẹp như này. Đấy. Giá thì chỉ có 70k thôi. 70k cho một bịch táo khô như này. Thì các bác có thể dùng để mình ngâm rượu này. Đấy, ngâm rượu rồi ngâm thuốc này rồi hãm nước uống trực tiếp cũng rất là ok nhá. 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái hắc lào long ben nhá. Hắc lào long ben các bác này. Đấy, hắc lào long ben như này. Giá thì chỉ có 25.000 thôi. Hắc lào long ben nấm ngứa các bác dùng con này chưa? Cực kỳ là nhạy luôn. 25.000 nhá. 25.000 cho một tiếp như này. Hắc lào long ben nấm ngứa 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ép tỏi này. Đấy, ép tỏi như này. Đấy, con này thì hàng của thương hiệu Winling của Đức nhá. 130.000 giá giảm cho các bác còn 110.000 cho một con ép tỏi như này nhá. 110.000 cho một con ép tỏi như này. Đấy, hôm nay về cho các bác giá chỉ còn 100k thôi. 100k cho một con ép tỏi như này nhá. Đấy, ép tỏi, các bác cho tỏi cho các cái loại hành này, hành tỏi rồi các cái loại gừng giết cho vào đây ép cho em. Inox 304 Winling của Đức, ép cực kỳ là ngon luôn. Đấy, ép cái này nó ra nước dùng nó rất là thích nhá. Nên đã giúp cho em là ép tỏi nhá. Giá chỉ còn 100.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là các bác lên mã giúp cho em đó là cái lên cho em là cái bình xịt nhớt nhá. Giá thì chỉ còn cho các bác là 40.000 trong con bình xịt nhớt này thôi. 35.000 nhá, giá cực tốt luôn. 35k một con bình xịt nhớt này. Đấy, đây các bác này. Đấy. Các bác dùng để mình xịt dầu, xịt nhớt này, tra dầu, tra nhớt cho em rất là ok. Vòi thì có thể ngoắt nghéo đảo chiều các kiểu con này đều được luôn nhá. Ngoắt nghéo đảo chiều các kiểu con này đều được luôn. Lên cho em là xịt nhớt nhá. Giá của nó sẽ là
35.000 cho cái bình xịt nhớt như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái cuộn dây điện vàng, cuộn này của nó thì khoảng từ trên dưới 20m nhá, trên dưới 20m, dây của nó là dây 1.5. Giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 thôi, 150.000. Đấy, ổ của nó là ổ đúc chống va đập nhá. Hàng của thương hiệu Tachi này, Tachi. Đấy, Japan quá này. Đó, đây. Rất là ngon luôn, dây của nó rất là ngon. Dây của nó thì sẽ là dây 1.5 nhá, dây 1.5 như này. Chiều dài của nó thì nó vào khoảng từ 20 trên dưới 20m thôi các nhá. Đấy. Nói chung là vào khoảng 20m. Giá thì sẽ là 150.000. 150.000 lên theo là dây điện vàng 150k nhá, 150.000. Tiếp theo thì cái đồng hồ cái này. Em lên cho các bác đó là cái con dao chặt hàng của thương hiệu Seiki Japan nhá, rất là ngon luôn. Đấy, con này thì siêu sắc bén cho các bác luôn, cân nặng thì từ 3 đến 5 lạng. Giá thì giá thanh lý cho các bác chỉ có cho các bác là đi 180.000 cho một con dao chặt này thôi. 180k thôi nhá, 180.000 cho con dao chặt như này. Đấy, sắc bén đẹp này. Hàng của Nhật này, Japan chữ khắc chìm luôn. Con này dùng cực kỳ là ngon. Đấy, cân nặng thì từ 3 đến 5 lạng nhá. Con này các bác dùng để chặt thì rất là ok luôn. Giá sẽ là 180.000 thôi nhá. Tiếp theo thì cái kéo cắt cành trên cao này. Đấy, hàng của Nhật made in Japan này. Các bác có thể dùng vừa để cắt vừa để cưa luôn. Đây, nó sẽ có đầu lưỡi cưa như này. Có ốc vít viếc đầy đủ về nhà các bác sử dụng đa di năng luôn, vừa cắt vừa cưa được. Giá sẽ là 130.000 nhá. Kéo cắt cành trên cao 130k nhá. Con này thì dùng rất là tiện luôn, có dây các bác lắp xào vào đây cho em. Lắp cái xào vào đây cho em là mình đưa lên là mình cắt thôi. Đây, nó đúng như trên hình như này, mô tả đây các bác này. Đó, đưa vào mình cắt rất là ngon luôn, 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái muỗng béo nhá, muỗng béo như này. Đây nó sẽ là một con muỗng béo như này, giá sẽ là 10.000 một chiếc này. Mua nam tặng một, mua nam tặng một, 10.000 một chiếc. Chiều dài của nó thì vào khoảng là 7-8 cm, nguyên cái phần lưỡi này thì vào khoảng là 4 cm. Đấy, con này thì dùng thì rất là thích luôn, cho trẻ em hoặc là các bác dùng rất là tiện luôn. Lên trên là muỗng béo này, giá của nó sẽ là 10.000 một chiếc nhá. Đấy, 10k cho một chiếc muỗng béo như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái lên trên là cái đồng hồ báo thức nhá, đồng hồ báo thức. Giá của nó sẽ là đi bên em về được có mấy cái thôi. Giá thanh lý cho các bác, giá chỉ có cho các bác là đi 35.000 cho một con đồng hồ báo thức như này. Đấy, em đang bán một cái máy đồng hồ thôi, giá của nó đã là 40.000 rồi. Thế mà đây một con đồng hồ báo thức ngon như này, giá cũng chỉ có 35.000 thôi nhá. Về nhà các bác lắp pin vào đây cho em. Pin con thỏ nhỏ nhá, lắp vào đây cho em. Đấy. Lên cho em là đồng hồ báo thức, giá sẽ là 35.000 nhá. Đồng hồ báo thức, giá sẽ là 35k. Đó. Đồng hồ báo thức này. Đồng hồ báo thức nhá, đồng hồ báo thức giá sẽ là 35k nhá, 35k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái giá xoay con này sẽ là 40.000 nhá. Con này tất cả của nó đều là bằng hợp kim hết nhá, bằng hợp kim hết, dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, xoay tanh tách luôn, 360 độ này. Đấy, để điện thoại lên dùng rất là đã luôn các bác theo. Đó, thấy không? Rất là ngon luôn nhá. Đấy, để ngang để dọc đều được hết nhá. Đấy, cái trọng lực của nó đỡ rất là tốt luôn. Đấy. Đứng nằm đều ok hết nhá. Giá thì sẽ là 40k nhá. Chất liệu của nó thì bằng hợp kim nhá. Con này bằng hợp kim cực kỳ xịn sò luôn. Giá xoay nhá. Chất liệu bằng hợp kim như này, giá thì chỉ có cho các bác là đi 40.000 thôi. 40.000 cho một con giá xoay như này, giá xoay 40k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái xịt inox nhá. Đấy. Thì con này thì các bác dùng để mình xịt lên các cái bề mặt mà bị han gì, bị thấm rột các bác này. Đấy, xịt rất là ngon luôn. Nó sẽ là một cái dòng sơn inox sáng bóng như này. Đấy, rất tiện ích nhá. Giá thì sẽ là 80k cho một cái đợt này về cho bác giá 70.000 nhá. 70k cho một chai sơn inox như này. Lên cho em là sơn inox này. Sơn inox giá của nó sẽ là 70k nhá, 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bếp ga mini nhá. Đấy, bếp ga mini. Con này thì nhỏ gọn, bếp ga gấp mini nhá. Bên shop có cho các bác là cả một cái mẫu bếp ga to nữa. Đấy. Thì con này các bác lên cho em là bếp ga gấp mini. Đấy, bếp ga gấp mini như này nó có thể gấp gọn được nhá. Bếp ga mini gấp gọn này. Đấy. Có đánh lửa tự động các kiểu con là điều luôn. Đấy, các bác đi du lịch thì mang cho em cái bình ga đi lắp vào đây cho em là xong. Đây. Đấy. Rất là ngon như này. Đó, và rất là chắc chắn nhá, hàng của Nhật cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho con bếp ga mini như này. Lên theo là bếp ga mini gấp gọn nhá. Bếp ga mini gấp gọn, giá sẽ là 100.000. 100.000 cho con bếp ga mini gấp gọn như này. Ngoài ra thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái Phương ơi. Lấy nhanh cái bếp ga. Cái bếp ga loại to nhá. Cái này gọi là cái gì đấy? Bếp ga. Bếp ga đơn to như này nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 190.000 cho con bếp ga đơn to như này các bác này. 190.000. Con này thì các bác có thể mua để khu
nhà trọ này, hoặc là mang đi du lịch, đi học, đi phượt, đi làm, đi chơi đều được hết nhá. Hoặc là mua ở nhà các bác ăn lẩu mà muốn độ sôi nhanh đấy, cứ mua cho em bình ga mini về mình lắp vào cho em đấy. Cũng có hệ thống là đánh lửa tự động nhá, đánh lửa tự động rất là ngon này đấy. Giá thì sẽ là 190k. Lên mã giúp cho em đó là bếp ga đơn nhá, bếp ga đơn này, bếp ga đơn giá sẽ là 190k nhá, 190.000 cho con bếp ga đơn như này, nhỏ gọn tiện ích nhá, hàng của thương hiệu Media đó, rất ngon lành cho các bác luôn, 190k đấy. Rồi ok,